Ông chị chào bác nha, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì lên nhanh với bác một số sản phẩm bên em đang phân phối nhé. Một số sản phẩm vừa về xong, các bác xem livestream xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là nút đăng ký kênh để đón xem sản phẩm rồi video mới nhất của em nhé. Đó là em sẽ đi nhanh vào một số sản phẩm trong cái video này. Các bác lưu ý là hóa đơn nhà em trên 200k sẽ được miễn phí ship nhé. Ngoài ra giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng được kiểm tra hàng thanh toán nên là các bác yên tâm mua hàng. Hàng hóa thì cứ nói chung là cứ thoải mái để phục vụ các bác luôn. Đấy, em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên hôm nay bên shop lại về một cái lô hàng mới, đó là cái bộ vít V46 nhá. Đấy, các bác cứ lên mã trên là bộ vít V46 này. Bộ này sẽ gồm có là 46 chi tiết trong hộp nhá. Hàng rất đẹp, hàng mới nguyên hộp luôn. Đấy, về cho các bác sử dụng gia đình anh em thợ thuyền sử dụng cho em. Rất ok nhá. Ở trên này một dàn đầu vít cho em luôn này. Đấy, một dàn đầu vít luôn. Đấy, bên dưới này, đấy, bên dưới thì toàn là những cái đầu khẩu này, tay lắc, thanh nối dài, rồi là những cái thanh nối góc khuất đi kèm. Đầy đủ bộ sản phẩm như này, đấy, đầy đủ một cái bộ sản phẩm bộ vít V46 nha. Đó, hàng sẽ hàng mới hộp, đó thì các thông số chi tiết của nó đều đầy đủ hết ở đây nhá. Đấy, đầy đủ hết đây luôn, đấy, cho anh em thợ thuyền, anh em xoáy đa di năng luôn, các kiểu các loại cho em luôn nhá. Rất chất lượng luôn, ok luôn nhá, đó. Tay lắc của nó sẽ là tay lắc đảo chiều luôn này. Đấy, tay lắc sẽ có tay lắc đảo chiều luôn nhá, rất là xịn sò ngon lành. Rồi là những cái khẩu thanh nối dài, ok cho em luôn nhá. Đầy đủ chi tiết cho các bác luôn. Về là các bác chỉ việc dùng thôi, không cần phải mua thêm cái gì cả. Đa di năng. Đấy, đa di năng các nhá, đa di năng. Đấy. Đó thì các bác lên luôn mã cho em là cái sản phẩm là cái bộ vít V46 nhá. Mã của nó sẽ là V46. Con này như bữa trước em bên em đang bán giá 180. Hôm nay bên em bán nhanh xả kho bác luôn. Giá chỉ còn là 150k bộ nhá. 150k cho bộ vít V46 này. Đấy, bán nhanh luôn coi nhá. 150k bộ, số lượng có hạn thôi. Chắc khoảng tầm hơn chục bộ nữa là cũng hết rồi. Đấy thì bán nhanh bác nhá. 150k một bộ vít V46 đẹp nha. Đấy các bác cùng nhìn lại một lần nữa này. Các kiểu đầu khẩu cho em luôn nhá. Đầy đủ. Quá đẹp luôn. Các loại đầu vít luôn nhá. Các bác xoáy đa năng luôn, anh em thợ thuyền, anh em sử dụng gia đình nhá. Rất ok nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay lên luôn cho bác là cái dòng kìm bấm chết các nhá, kìm bấm hoặc là hay còn gọi là kìm chết, trong Nam đây các bác hay gọi là kìm bấm, còn ngoài bác hay gọi là kìm chết nhá. Đấy, về cái lô kìm chết FO hàng của Nhật này, rất chất lượng này, Japan này, đó rất xịn sò nhá, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn, thép CRV siêu cứng cáp. Đấy, giá thì gửi bác một cái giá siêu tốt 160k nhá. Đây, mã kìm đây vẫn còn là FO2402 này, rất là ngon nhá. Đấy, 160k, rất chất lượng ngon lành như này đó, kìm chiếc bấm ngon lành cho bác luôn nhá. Đấy, giá siêu tốt luôn 160k. Con này là một trong những cái top hàng bán chạy nhất bên em luôn với cái dòng kìm bấm này. Đấy, các bác dùng rất thích, khen rất ok luôn nhá. Đó, 160k một con kìm bấm hoặc là kìm chết coi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái bộ mũi khoan đa năng, sẽ gồm có là 1 2 3 4 5 6 mũi nhá. Sẽ gồm có là từ 4 6 8 10 và 12. Đấy, 4 6 8 10 12. Đầu thì toàn bộ sẽ là đầu tên lửa nhá, nên là khi bác khoan vào rất là ngọt ngào ngon này. Đấy, khoan vào cực kỳ ngọt ngào ngon lành luôn. Đấy, đây. Thép HDD nhá, cực kỳ là cứng cáp luôn. Đó, sẽ có các cỡ là 4 này, 6 này, 8 này, 10 và 12 này. Đấy, một bộ mũi khoan đa năng sẽ gồm có là 5 mũi như này. Đấy, 5 mũi. Giá của nó sẽ là 130k một bộ nhá. Các bác lên mã cho bộ sản phẩm mũi khoan đa năng. Giá sẽ là 130k. Đấy, 130k một bộ mũi khoan 5 mũi nhá, 5 mũi. 4 này, 6 này, 8 này, 10 này và 12. Đấy, đầy đủ các bác về các bác sử dụng đa năng. Anh em dùng gia đình thợ thuyền dùng ok luôn nhá. Sau tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô dây co giãn nhá, dây co giãn, dây hút ống nước co giãn này. Đấy, dây co giãn, dây này co giãn rất tốt luôn. Đấy, co giãn tốt mà dây thực tế của nó sẽ là 15m nhưng mà nó co giãn ra là được 3m nhá. Đấy, hàng đầy đủ các phụ kiện để các bác về các bác kết nối đi kèm. Đó thì sẽ gồm có là dây này. Đấy, dây co giãn 4 chiều luôn nhá. Đây, các nhìn này, đấy, dây này kéo bằng tay các bác thấy nó giãn luôn này. Đấy, co giãn luôn nhá, phần ngoài bọc lớp vải bố này. Đấy, để bảo vệ phần dây của bác nhá, rất là ok luôn. Ngoài ra đi kèm có tặng kèm thêm một cái đầu vòi này nữa. Đầu vòi là sẽ có các chế độ khác nhau. Đấy, các chế độ khác nhau được bác chỉnh ở đây chưa. Đấy, các bác xoáy như nào, các bác dùng chỗ nào các bác xoáy chế độ đấy chưa, rất ok luôn này. Đó, cực kỳ đa năng luôn nhá. Đó thì các bác chuyển sang các chế độ ví dụ như là phun xương này, phun nặng hạt, phun nhẹ hạt này, phun xa, phun gần là các bác chỉnh ở cái chế độ các bác xoay cái này chưa. Đấy, còn đây cái phần tay bóp để nó nước nó ra. Đó thì các bác kết nối với cái phần ống nước này, kết nối phần ống nước này rất dễ thôi. Đấy, kết nối và các bác lắp vào phần nguồn nước nhà mình là các bác dùng để tưới cây, rửa xe các thứ nha, rất tiện dụng nhá. Giá của nó thì cũng siêu hạt rẻ luôn. Các bác lên mã cho em sản phẩm là cái bộ cái dây nước co giãn nhá, dây nước co giãn này, dây nước co giãn. Đấy, dây nước co giãn 15m này,
Đấy, sẽ giãn nở ra khi mà nước áp lực nước vào thành 3 mét này. Giá của nó sẽ là 130k bộ nhá, 130k một bộ dây nước co giãn nha. Thực tế video này. Con này nói chung là cứ áp lực nước vào bắt đầu giãn khủng khiếp luôn rồi nhá. Đấy, thấy không? Nó giãn này này. Đấy, chỉnh các chế độ ở phần đầu vòi nhá, rất là tiện dụng luôn. Rửa xe rửa cộ rồi tưới vườn tưới rau các kiểu cho em luôn nhá. Đấy, thấy không? Rất ok nhá, dùng rất hay luôn. Giá thì cũng rất là hạt rẻ thôi, giá chỉ có là đi 130.000 một bộ dây nước co giãn thôi nhá. Đầy đủ các phụ kiện đi kèm cả là cả tay bóp rồi là dây nước đầy đủ luôn. Về là các bác chỉ việc lắp vào nguồn nước là các bác dùng thôi. Đấy, rất ok nhá. Chọn bộ sản phẩm 130k một bộ, 130.000 bộ thôi nhá. Đó, rồi, đấy là về cái thông phần minh họa về cái con sản phẩm dây nước co giãn của bác này. Giá siêu tốt luôn, 130.000 một bộ dây nước co giãn thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là cái cốc nước giữ nhiệt Coca nhá. Đấy, cốc nước giữ nhiệt Coca. Bữa trước thì rất là nhiều bác hỏi nhưng mà nó hết hàng. Hàng hôm nay lại tiếp tục về này. Cốc nước giữ nhiệt Coca nhá. Cốc nước giữ nhiệt Coca. Đây, cốc nước giữ nhiệt Coca này. Con này thì nó là hàng của công ty Coca-Cola nhá. Đấy, hàng của công ty Coca-Cola. Đấy, kết hợp để nó sản xuất để nó tặng cho công nhân nhân viên nhá. Đấy, nhưng mà nó còn dư bít thì bên em ôm lô thanh lý này. Đấy, ôm lô thanh lý thì có cái sản phẩm của hàng của công ty này, hàng rất xịn sò nhá. Nói chung hàng của công ty các bác yên tâm rồi, dùng quá chất lượng luôn. Cầm một cái cốc nước này cầm rất là chắc chắn. Đấy, hàng sẽ là hàng inox hai lớp luôn nhá. Giữ nhiệt, giữ nóng cho em luôn. Đấy, các bác dùng đá không bao giờ bị ra mồ hôi. Các bác uống đá không bao giờ ra mồ hôi nhá, yên tâm luôn. Nắp thì đậy cực kỳ kín nhá, sẽ có tích hợp luôn cả ống hút này. Đấy thì nếu mà các bác muốn sử dụng ống hút thì lấy cái ống hút ở bên trong này. Đấy các bác cắm đây cho em. Cắm vào đây. Đấy và khi mà các bác muốn hút ấy thì các bác mở cái này lên. Đấy để các bác hút này. Đấy nó thì nó thẳng đứng này như cái ống hút luôn này. Đấy thì nó sẽ cắm từ đây xuống, còn lúc nào mà các bác không dùng nữa các bác ấn xuống này. Đấy nó sẽ giấu bên trong nhà. Rất ok luôn nhá. Đó rất là hay ho cho con sản phẩm cái con lò nước Coca như này. Con này để các bác giữ nhiệt, giữ đá rồi là giữ nóng, giữ lạnh cho em ok. Đấy về mình có ví dụ mình có pha trà, pha tí cà phê vào đây. Rồi là pha tí nước nôi vào đây mình bắt đầu là mình về mình sử dụng mình uống nhá. Đấy, không bao giờ ra, có yên tâm là dùng không bao giờ ra mồ hôi luôn. Đấy và nắp đậy cực kỳ kín nữa nhá. Nắp có cả gioăng cao su đầy đủ hết như này này. Nắp có cả gioăng cao su đầy đủ, về là các bác đậy không bao giờ lo bị mất hơi mất nhiệt cho em luôn. Đấy hàng của Coca-Cola rồi thì có yên tâm về vấn đề chất lượng rồi, yên tâm luôn nhá. Đấy, đảm bảo chất lượng bác luôn. Cực kỳ dày nhá, cực kỳ dày luôn. Đấy, hàng inox hai lớp giữ nhiệt giữ nóng. Dùng không ra sợ ra bị ra mồ hôi. Các bác lên mã cho em là cái cốc Coca đi, cho nó dễ đi. Cốc Coca. Cốc Coca này. Đấy, chức năng sẽ là giữ nhiệt giữ nóng. Đấy, dùng làm cốc uống nước hoặc là bình giữ nhiệt luôn. Đấy, giá của nó sẽ là 70k một chiếc nhá. Giá chỉ có 70k một chiếc thôi. Tích hợp luôn các bác là cả phần ống hút này luôn. Đấy, tích hợp luôn cả ống hút luôn. Hàng cực kỳ chắc chắn inox 304. Giá chỉ có 70k, giá siêu chiên, siêu ưu đãi gửi các bác các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo đây mai bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là cái bột thông cống nhá, bột thông cống này. Đấy, con này nó là dạng bột nhá, dạng bột, dùng rất hay luôn. Đó, một con sản phẩm bột thông cống dùng rất ok. Con này bên em bán rất nhiều này. Bác nào mà cống tắc hoặc là cống khó tiêu nước chảy chậm, đấy thì về các bác đổ trực tiếp cái bột này vào cống cho em. Xong là các bác đun em ít nước sôi là các bác đổ thêm vào để cho nó tăng cái phần phản ứng hóa học luôn nhá. Đấy, dạng của nó sẽ là dạng bột đây. Các đợi chút để em bóc cho các bác xem. Đó, dạng của nó sẽ là dạng bột như này này. Đấy, dạng bột như này. Đó, dạng bột như này. Đấy thì về là các bác cứ đổ trực tiếp vào cái phần cống nhà mình bị tắc hoặc là cống nó chảy yếu ấy, các bác đổ trực tiếp vào cho em. Và đun thêm ít nước sôi nữa các bác đổ cùng vào để cho nó tăng cái lượng phản ứng hóa học lên. Đây các bác cùng xem minh họa về cái con sản phẩm này nhá. Đây. Hôm nay nghĩ nó chán cả nhà, hết nhất đến nơi rồi mà cái bồn rửa bát nhà mình nó bị tắc thế này đấy. Mấy ngày rồi mà không hết tắc, bát đũa ăn xong mà không dám rửa luôn. Nhưng mà tìm hiểu thì thấy có cái bột thông tắc này, mua về thử nghiệm và review luôn cho cả nhà xem nhá. Nó này trước khi đổ bột vào thì phải cho ít nước các bạn nhá. Có nước thì nó mới phản ứng hóa học được. Kiểu như là nó phân hủy những cái chất mình cặn bã ở dưới đấy. Bây giờ tiến hành đổ bột vào xem thế nào nhé. Thời gian đổ bột thì mình nghĩ là cứ đổ vào buổi tối xong rồi ngâm cả đêm rồi sáng ra nó sẽ hiệu quả hơn. Mới đổ mà xả nước luôn là sẽ không được đâu các bạn nhé. Đổ được một lúc thì nó phản ứng hóa học nó sùi bọt lên rất nhiều. Đây là quá trình nó phân hủy những chất cặn bã để cho nó mịn ra và thông cống ra. Quan sát thì một lúc sau mình đã thấy cái bột nó bị thụt xuống, đỏ đã thông được một phần rồi. Nhưng tốt nhất mình cứ để qua đêm cho chắc ăn các bạn nhé. Sản phẩm này mình thấy ổn đấy, các bạn tham khảo nhé. Đấy là thực tế về con sản phẩm này nhá. Giá của nó siêu tốt luôn. Các bác lên mã cho là bột thông cống.
đấy, hoặc là hộp thông cống cũng được. Đấy, bột thông cống này giá của nó sẽ là 30k nhá, 30k cho một hộp thông cống này, giá chỉ có 30k thôi. Giá siêu rẻ rồi các bác có nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là cái con đèn tủ nữa cơ, đèn tủ này đó, đèn tủ nhá, đèn tủ con này thì dùng rất hay đó, về cho bác lắp đặt ví dụ là gầm tủ, gầm giường, gầm bàn, gầm ghế dùng rất hay đấy. Bộ sản phẩm đi kèm đầy đủ các phụ kiện, ở đây sẽ có là một thân đèn chính nhá đấy, và một miếng nam châm để về bác cắn vào tường bác dính vào đấy, và một cọng dây sạc đi kèm này đấy, dây sạc này về bác cắm vào đây đấy. Con này nó là dùng pin nhá, dùng pin hết pin là các bác lại cắm sạc vào các bác dùng đấy. Có thể là ở đây nó có miếng nam châm này, về bác cắn vào là khi mà các bác tháo ra nó rất là dễ thôi đấy, hai miếng nó đi chung với nhau này. Đầy đủ bộ sản phẩm nha đấy, đầy đủ bộ sản phẩm nha. Ở đây cái con đèn này nó có phần này, nó có phần cảm biến này, khi mà mình có chuyển động qua là cái con đèn này sẽ tự sáng nhá. Đấy, con đèn này tự sáng rất hay luôn đấy, con sản phẩm đèn tủ. Đây các bác cùng xem thực tế sản phẩm này. Mình có một món đồ cực kỳ cần thiết trong cái tủ quần áo của bạn, theo mình được hộp nhé. Thì đây chính là một cái đèn cảm ứng, mọi người có thể đặt nó ở trong cái tủ quần áo hoặc là một cái tủ ngăn kéo ở trong phòng mình nha. Cái đèn này khi hết pin thì mọi người vẫn có thể sạc, lắp ráp thì cực kỳ đơn giản luôn. Thì bây giờ mình sẽ lắp nó ở cái tủ quần áo của mình nha. Cái đèn này thì buổi tối thì nó mới phát huy tác dụng cho mọi người. Theo như mình thấy thì cái đèn này nó khá là sáng, nó có thể soi sáng được một cái tủ cho mọi người luôn. Đó, thấy không? Về các bác lắp vào ví dụ như là phần tủ hoặc là gầm bàn, gầm ghế thứ chưa? Đấy, vì con này buổi tối bắt đầu nó phát huy tác dụng nhá. Đấy, tối đến là bắt đầu với phần cảm biến bắt đầu hoạt động này. Khi có người hoặc chuyển động qua thì con đèn nó sẽ sáng lên nhá. Nó sử dụng pin. Hết pin thì các bác lại lôi ra các bác cắm sạc rất tiện dụng luôn. Giá cũng rất hợp lý nhá. Các bác lên mã cho em sản phẩm là đèn tủ. Đèn tủ này. Giá của nó sẽ là đi 50k một chiếc nhá, 50k một chiếc đèn tủ cảm biến nha. Đấy, các bác cứ lên mã cho đèn tủ thôi, không cần phải cảm biến đâu. Đấy, vì cảm biến nhiều khi nó trùng với cái mã kia, thì cứ lên mã là đèn tủ, giá nó sẽ là 50k nhá. Lưu ý với các bác là các bác nên xem kỹ video trước khi mua hàng, tránh tình trạng hàng đến nơi không nhận, bảo không đúng hàng nọ kia. Đó, rồi là thắc mắc nọ kia đấy, thì bên em quay rất là kỹ rồi mà lên mã rất là kỹ rồi, nhiều khi là có đến nơi lại bảo là không đúng hàng, hàng gửi không đúng. Hàng các bác yên tâm là bên em là quay như nào gửi như thế cũng nhá, quay như nào gửi như thế. Đấy thì hàng có như nào nói như vậy. Đấy thì các bác có thắc mắc gì thì cứ liên hệ trực tiếp shop, shop bên shop thì sẽ hỗ trợ tư vấn giải đáp nhiệt tình bác 24/7 luôn. Đấy đây, vừa em treo vào cái bắt đầu nó sáng lên luôn này. Đấy, vừa treo cái nó sáng luôn rất hay nhá. Trồi quét trần nhà hàng lại tiếp tục về nhá. Đấy giờ về đợt này thì giá của nó cũng rất là tốt thôi. Các bác lên mã treo sản phẩm là trồi trần nhà này. Đấy, trồi trần nhà. Giá của nó thì bên em gửi bác một giá siêu tốt luôn, 70k một chiếc nhá. Đấy, 70k một chiếc trồi trần nhà như này. Con này dùng rất là hay. Đấy, về cho bác quét dọn trần nhà nhất những cái chỗ vị trí cao là các bác sử dụng cho em con này. Dùng rất tiện luôn. Đó, bộ sản phẩm đi kèm thì sẽ có là một cái thanh kéo dài này, một cái thanh típ kéo dài và thân tổ chỗ chính nhá. Cái con chỗ này là các bác có thể bẻ đi. Đấy, ví dụ như là những chỗ vị trí khó là các bác có thể bẻ đi, các bác lách vào chưa. Đó, về thì các bác lắp đặt vào cái phần cần như này. Lắp đặt gen các bác xoáy vào. Xoáy vào cho em nhá, xoáy vào. Đó, sau đó là các bác rút dài ra, con này rút dài là nó phải lên đến khoảng tầm hơn 2 mét luôn. Đó, nói chung là cộng với người của mình nữa là mét hơn mét nữa rồi là thoải mái là bác lau trần nhà thứ nhá. Đây để em kéo dài ra nhá. Đây được hơn 2 mét rồi kìa. Đây rồi, đây này. Đó. Rất dài nhá. Đấy các bác ví dụ các bác vệ sinh trần nhà này. Vệ sinh trần nhà đi em nhá. Đây. Rất tiện dụng luôn. Đấy quét màng nhện bằng nhiếc này. Đó, con này ví dụ như là cái phần móc này các bác không móc được này. Như những cái khe này hẹp này, đấy các bác thấy không, móc này rất tiện dụng luôn nhá. Đó, nó là cái ưu điểm của con này là nó bẻ được như thế nhá, rất là hay luôn. Đây này, đấy các bác thấy không, đây ví dụ như cái khe kẽ này là em vẫn lách được này, nó lách vào ngon lành luôn nhá các bác nhá. Đấy, lách vào ngon lành để các bác gì luôn đây. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Đây, rất ok luôn, test thực tế luôn nhá. Đấy, test thực tế luôn. Đấy, test thực tế luôn này. Đó, đây ví dụ như cái khe này các bác lách vào này. Đấy, khe này các bác lách vào nhá. Khe này ví dụ như bình thường các bác lau không để lách luôn, nhưng con này lách vào ngon luôn này. Đấy, giá siêu tốt luôn, chỉ có 70k một con sản phẩm chổi lau trần nhà thôi. Đấy, 70k một con. Đấy, dài khoảng tầm hơn 2 mét nhá. Đấy, có thanh nối dài, dùng xong là các bác có thể là các bác thu ngắn vào treo, thu ngắn vào nó rất là gọn và tiện nhá. Đó đây, các bác thu ngắn vào nó chỉ nhài thôi, thu ngắn vào thì nó chắc khoảng tầm một mét thôi nhá. Đấy, thu ngắn vào
hoặc là các bác có thể tháo rời ra. Đấy, tháo rời ra để mình có thể mình cất gọn vào. Đấy, tháo rời ra nhà cho này. Đấy, tháo rời ra nhà thì rất là gọn gàng, ok. Giá rất hợp lý, mà vừa đấy cũng test thực tế bác xem rồi. Giá chỉ có 70k cho con sản phẩm chổi trần nhà thôi nhá. Đấy, 70k một chiếc chổi trần nhà. Hôm qua thì rất là nhiều bác thắc mắc. Bữa trước em quay nhiều bác thắc mắc bảo là cái mới vít này em đợt này bán kiểu khác. Đúng rồi, em bán kiểu khác quá. Đợt này bên em sẽ bán theo dạng là mớ 7 cây nhá. Một mớ của nó sẽ là 7 cây. Vì nhiều bác bảo là bán như kia nó nhiều quá, nhà tôi khó mua vì tôi không dùng không hết. Đấy thì thôi thì em cũng chiều bác luôn là em sẽ bán theo một mớ 7 cây như này. Đấy, một mớ 7 cây như này này. Các bác nhìn này, mớ vít này sẽ là mớ vít 7 cây như trên hình các bác đang xem nhá. Đúng trên video các bác xem. Đấy. Thì sẽ là 7 cây, 1 2 3 4 5 6 7 8 cây luôn này. Đấy, như mớ này là 8 cây luôn này. Tùy thôi nhá, nó sẽ có mớ 7, mớ 8 nhưng mà bên em sẽ là lựa chọn cho bác đều nhất có thể. Đấy, ví dụ như mớ này. Giá của nó thì cũng siêu tốt luôn. Các bác lên mã cho là cái con sản phẩm làm cái mớ vít 7 cây. Em bán nhanh bác luôn, giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, giá riêng giá 85k mớ vít 7 cây này. 85k. Giá này thì các bác quá là dễ mua được ạ, quá dễ mua luôn. Đấy, vì giá của nó rất là hợp lý rồi. Bữa trước thì em đang bán cái mớ như của nó là 120, 130 thì đôi khi là các bác khó mua, các bác bảo là tôi dùng ít thôi. Thì bây giờ này em sẽ tách làm đôi. Đấy thì đây, nó rơi vào khoảng tầm 7 cây như này. Giá của nó sẽ là 85k nhá. Bên em sẽ pha các bác là ba kia có dẹt có đầy đủ, rồi là cây ngắn cây dài lẫn lộn như này. Đó. Hàng thì nó sẽ không giống như này đâu các bác nhá. Hàng đôi khi nó sẽ khác nhau. Đấy, đây ví dụ có một cái bộ như này này này. Đấy thì nó sẽ khác nhau. Về hình dáng kích thước thì đôi khi nó sẽ khác nhau. Không có bộ nào giống một bộ nào được cả. Đấy, đây. Còn ví dụ như bộ này này, nó sẽ khác nhau này. Bên em sẽ chia sẵn như này. Đó, đây ví dụ như bộ này 7 cây này. Đấy, giá chỉ có 85k nhá. Bác lên mã cho cái bộ vít mớ 7 cây. Giá sẽ là 85k một bộ nhá. Đây. Đấy, ví dụ như bộ này này. Đó thì cũng là 7 cây này. 85k này con này. Đấy. Nói chung là nó cứ tựa tựa như nhau. Tựa tựa đại diện như cái mớ này em đang quay cho bác xem đây. Đó đây. 85k nhá, 85k. Bộ vít mớ 7 cây nhá. Đấy, bán nhanh luôn. Bộ này thì các bác rất là dễ mua rồi. Đấy, rất là dễ mua. Tính ra thì các bác mua thì chắc chỉ vào hơn 10.000 một cây đúng không nhá. Quá rẻ luôn. Bộ lục giác nhá. Đấy, bộ lục giác này, bộ lục giác thì bên em về cái lô đó là bộ lục giác và bộ hoa thị. Đấy, bộ lục giác và bộ hoa thị này đây. Bộ đây là bộ hoa thị này, nhiều bác hỏi lắm này. Đấy, bộ này bộ hoa thị nhá. Bộ hoa thị thì giá của nó sẽ là 70k. Bộ lục giác thì giá sẽ là 80k nhá. Đấy, dòng này thì cho bác xài gia đình thì nói chung là ok. Đấy, xài gia đình thì rất ok rồi. Đây, lục giác thì giá sẽ là 80k này. Đây lục giác đây nhá. 80k này, lục giác này là 80k này. Còn hoa thị như này. Đấy, hoa thị như này thì sẽ là 70k. Hàng thì đa năng, đa kích cỡ khác nhau luôn. Đấy, để thoải mái các bác sử dụng nhá. Đấy, các bác dùng gia đình em hoặc là anh em thợ thuyền dùng thoải mái luôn. Đó. Lục giác là 80k, còn hoa thị là 70k. Nếu mà các bác lấy cả combo hai bộ thì giá của nó sẽ siêu tốt luôn. 150k. Bên em bao ship tận nhà. Đấy, lấy cả hai bộ thì sẽ là 150k bao ship, còn lấy lẻ thì lục giác là 80k, còn bộ hoa thị sẽ là 70k nhá. Đấy đây. Rất đẹp luôn này bộ hoa thị này. Đấy, bộ vít bông nhá, nhiều bác hay gọi là vít bông đấy. Đó thì đây. Bộ này là 70k, còn bộ lục giác này sẽ là 80k. Đó, còn lấy hai bộ sẽ là 150k, bên em bao ship tận nhà nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái dòng đèn, đó là đèn móc khóa nhá. Đấy, đèn móc khóa nhiều bác hỏi lắm nhưng mà hàng hết hàng. Đấy, hôm nay hàng lại tiếp tục về này. Đèn móc khóa đầy đủ phụ kiện đi kèm. Đấy, con này nó là dạng đèn mini, đèn nhỏ đèn móc khóa nhá. Nó chỉ có nhỏ bằng hai ngón tay em thôi. Đấy, nhỏ tí này. Đấy, nó đầy đủ có chức năng của một chiếc đèn luôn. Đấy, đầy đủ có chức năng luôn, cực kỳ sáng nhá. Đấy, có cả nháy cảnh báo SOS luôn này. Đầy đủ đa chức năng luôn, cực kỳ sáng luôn nhá, cực kỳ sáng luôn. Đấy, và nó thời gian chiếu sáng khoảng tầm 2 tiếng. Đó. Ngoài ra thì sẽ có là dây sạc đi kèm về các bác cắm chung với lại cái củ sạc điện thoại nhà mình cho các bác sạc nó thôi. Đây là phần chân sạc này. Đấy, về các bác cắm ở đây các bác sạc này. Rất tiện dụng nhá. Đó, rất tiện dụng con này như này. Đó, còn đây là phần nút bấm bật tắt đây. Đấy, nút bấm bật tắt bên này. Đấy, bấm rất thao tác rất nhẹ nhàng tình cảm thôi. Đấy, con này thì nó sử dụng cái dòng chip LED siêu sáng luôn nhá. Cực kỳ sáng luôn và mắt LED rất dày. Đó, ngoài ra chức năng thì sẽ có là móc khóa này. Ở đây phần này các bác móc vào cái chìa khóa nhà mình. Đấy, tiện thì các bác có cái đèn này nhiều khi bác đi tối đi đêm đi hôm các bác có cái các bác soi luôn. Có tích hợp luôn cả chức năng là bật bia nhá, bật bia ở đây luôn. Rồi là 500 hit này, đây 500 hit này. Nào cho hít coi nhá. Đó nào cho hít này, rất tiện dụng nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, đa di năng cho một con sản phẩm đèn móc khóa này. Giá của nó thì cũng rất là mini thôi. Giá của nó chỉ có 50k nhá. Các bác lên mã cho sản phẩm là cái con đèn móc khóa. Đèn móc khóa này. Giá của nó sẽ là 50k một con nhá. 50k một chiếc đèn móc khóa này đầy đủ nha. Đấy, gọi là đèn móc khóa nha, vừa móc khóa vừa bật bia vừa làm đèn vừa có nam châm đầy đủ các tính năng.
đa di năng luôn nhá. Sản phẩm dao giấy nhá, hàng lại vừa về một cái lô mới này. Đó, sản phẩm dao giấy hàng bãi rất chất lượng luôn. Con này cho anh em sử dụng thợ thuyền, anh em hay làm biển quảng cáo rồi anh em chổ chiếc các thứ rồi. Đấy, hàng rất xịn sò ngon lành nhá. Các bác nghe tiếng này. Tạch 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 luôn. Đấy, hàng thì sẽ lẫn lộn màu khác nhau. Đấy, còn chất lượng thì đều nhau. Con này lõi của nó toàn bộ lõi là lõi kim loại luôn nhá. Lõi kim loại bên ngoài bọc nhựa ABS cao cấp và phần vỏ ngoài thì bọc một lớp cao su, các bác cầm nắm không bị trơn trượt này. Đấy, hàng rất chất lượng ngon lành như này. Giá thì cũng siêu tốt luôn. Các bác lấy lẻ một cái của nó sẽ là 15k. Đấy, combo một cái như này sẽ là 15k này. Còn nếu mà các bác lấy theo combo 5 cái nhá, 5 chiếc. Combo 5 chiếc thì giá nó sẽ tốt hơn. 5 chiếc thì các bác lấy giá nó sẽ là đi 60k nhá. Đấy, ví dụ các bác lấy 5 chiếc như này, giá nó sẽ là 60k này. Đó, 1 2 3 4 5 này. Đó, 5 chiếc. Đây bên em sẽ mix cho bác lẫn lộn mỡ màu khác nhau nhá. Đó, 5 chiếc như này. Giá sẽ là 60k, còn nếu các bác lấy 1 chiếc giá sẽ là 15k nhá, tùy nhu cầu thôi nhá. Rồi lên luôn cho bác là cái lô thước. Thước tự hãm này. Đấy, thước tự hãm nhá. Đấy, thước tự hãm. Bên em có mã 5m, mã 7m rưỡi và mã 10m này. 5m sẽ là 50k, 7m rưỡi 60 và 10m là 70k nhá. 10m 70k. Đó, giá thì siêu hợp lý của bác luôn. Con này thì tại sao gọi là lưỡi thước từ hãm nhá? Đấy, vì đây em sẽ quay bác xem. Đấy, ví dụ con 10m này. Các bác kéo đầu nó hãm đấy con nhá. Kéo ra đầu này hãm đấy. Rất hay nhá. Lúc nào bác dùng là các bác nhấp vào đây thì bắt đầu là thước nó mới thu vào nhá. Đấy, các bác nhấp nhiều thì nó thu nhiều, nhấp ít nó thu ít cho em. Rất tiện dụng luôn. Đó, cực kỳ hay. Thước từ hãm nhá. Hàng của Japan rất xịn sò này. Đó, Japan này. Đó, rất ngon lành cành đào luôn. Toàn bộ vỏ ngoài là như ABS cơ cấp nhá, chống va đập chống vỡ. Đó. Còn 10m thì hiện tại em đang bán giá của nó sẽ là 70k nhá. 10m giá sẽ là 70k kìa. Đó. Ngoài ra thì có dòng 7m rưỡi này, 7m rưỡi giá sẽ là 60k. Đấy, 7m rưỡi giá 60k này. Đó, rất trơn tru ngon lành, nghe tiếng kêu đã thấy sướng rồi. Rất là hay thông minh nhá. Đó. 7m rưỡi giá 60k nhá. Ngoài ra thì có cái dòng 5m này. 5m thì giá của nó sẽ là 50k. Đấy, toàn bộ thì phần này được in thêu lụa hết này, in thêu lụa nhá, cực kỳ là bền màu. Đấy, và không bị phai nhòa thứ rồi. Đấy, rất ok luôn nhá. Đó, thước rất trơn tru ngon lành luôn. Đó, 5m 50k, 7m rưỡi 60k và 10m là 70k. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về một cái lô sản phẩm mới, đó là cái dòng vật muỗi thông minh. Đấy, vật muỗi thông minh nhá. Rất là nhiều hỏi bác có vật muỗi không, thì hiện tại bên em hàng mới về một cái lô vật muỗi này. Con này nó là dòng vật muỗi thông minh nhá. Đấy, tích hợp vừa làm vật muỗi vừa làm đèn vật muỗi. Ngoài ra là các bác có thể gấp gọn vào, rất là tiện dụng. Đó, đây tổng quan con vật muỗi đây. Đấy, thì nó sẽ có là những cái chức năng, ví dụ như là vật muỗi bình thường là các bác gạt về đây cho em. Đấy, gạt nữa phát nữa lên là có đèn vật muỗi này. Vừa có vật muỗi nhá, vừa có đèn vật muỗi, có thể gấp gọn vào. Đấy, con này công suất rất là khỏe luôn. Lên đến 3000V luôn nhá. Lên đến 3000V luôn. Thời gian sử dụng tối đa lên đến là 4 tiếng nhá. Đấy, 4 tiếng cực kỳ là bền. Châu bò nhá, điện giật cực kỳ mạnh luôn. Đấy, 3000V là các bác tưởng tượng điện nó giật kinh khủng nào rồi. Giật rất khỏe nhá. Nói chung là cứ muỗi vào là đi luôn nhá, muỗi vào đi luôn. Đấy, cực kỳ là chất lượng. Con này thì vật muỗi thì các bác cứ dùng bình thường thôi. Gạt lên đây cho em, ấn nút này. Vừa nút vừa gạt này. Đấy, vừa nút vừa vật này, vừa nút vừa vật. Đấy, muỗi con nào vào bay vào là dính đi luôn. Ngoài ra thì chức năng là đèn bắt muỗi thì các bác xoay cái này cho em, xoay này, xoay cái này. Đấy, và các bác để đứng ở nhà cho em. Đấy, ví dụ như là các bác để những chỗ mặt bằng phẳng là các bác có thể để thoải mái này. Đấy, các bác để đây. Và sau đó là các bác bật cho em cái chế độ đèn bắt muỗi lên, bật lên. Bác gạt lên cho em này. Đó, có thấy không? Khi mà có gạt lên thì cái đèn hồng ngoại này nó sẽ lên. Cái đèn hồng ngoại này thì chức năng của nó dụ muỗi vào. Đấy, nó dụ muỗi vào nhá, dụ muỗi vào. Thì khi mà muỗi bay vào cái là dính luôn. Đấy nhá. Đấy, muỗi bay vào cái là dính luôn này. Đấy, có thấy không? Tạch 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 luôn nhá. Đấy. Muỗi bay vào dính luôn. Đấy. Điện đánh rất khỏe nhá, điện đánh cực kỳ khỏe luôn này. Đấy. Đánh phát nào ra phát đấy luôn nhá. Đánh cực kỳ khỏe luôn. Đấy. Nói chung là cứ muỗi vào là đi luôn ạ, muỗi vào là đi luôn. Cực kỳ hay nhá. Vừa có thể làm vật muỗi vừa làm đèn mắt muỗi cho em luôn. Giá thì siêu tốt luôn nhá. Combo 1 trong 2 như này bên em bán giá siêu tốt luôn. Bác lên mã cho là vật muỗi gấp gọn. Vật muỗi gấp nhá, vật muỗi gấp này. Vật muỗi gấp. Giá của nó sẽ là đi 120k một chiếc nhá. Giá chỉ 120k thôi. Các bác nhanh ra hàng, hiện tại thị trường đang bán cái con này nó rơi khoảng tầm 130 đến 150, nhưng mà bên em bán chỉ có 120.000 thôi. Bán nhanh nhất luôn, 120k một con. Con này nó sử dụng pin 18650 nhá. Về hết pin thì là các bác lại cắm sạc vào, bác dùng đi kèm thì sẽ có đầy đủ cả dây sạc như này. Về các bác cắm chung với lại cái củ sạc điện thoại nhà mình là các bác sạc pin nhỏ thôi. Đây, sạc pin đây có nhá. Đấy, sạc pin chân sạc đây.
Đó, cắm trực tiếp đây cho. Cắm trực tiếp đây là các bác dùng nhá, rất là tiện dụng và ngon lành như này. Sau tiếp theo em lên luôn cho bác là cái dòng bà cái gì cái này nó gọi là cọ vệ sinh con vịt nhá. Đấy, cọ vệ sinh con vịt, con này thì rất là hot hit này. Hàng thì của nó sẽ là hàng mới nguyên hộp như này. Về thì các bác lắp đặt vào cái phần bồn nhà vệ sinh nhà mình thì rất là tiện nhá. Đó, rất là tiện dụng luôn. Đấy, đây, những cái phụ kiện lắp đặt đi kèm này. Con này thì các bác có thể là gắn treo lên tường rất là hay. Tí nữa em sẽ cho các bác xem một cái video thực tế về cái dòng sản phẩm cái cọ vệ sinh con vịt thì nhá. Đấy, cọ vệ sinh con vịt này. Có gì về ở đây nó có cái nắp này, các bác lắp vào cái phần đít này. Đấy, và các bác treo lên tường. Đó, treo lên tường. Và khi mà dùng xong rồi các bác để vào đây. Đấy, các bác để đây, nó rất tiện này. Đó, treo lên tường. Đây là hai cái chân các bác cắn vào nhìn nó đẹp này. Đấy, hai chân con vịt các nhá, hai chân con vịt. Đó, nó gọi là cọ vệ sinh con vịt nhá. Đấy, cọ vệ sinh con vịt. Thì cái đầu cọ này thì nó rất là thích luôn. Đấy, đây phần này có bàn trà này, còn phần này nó là cái phần silicone này. Các bác có thể nó bẻ uốn thì các bác lách vào chỗ nọ nó kia các bác cọ này. Đấy, rất thích luôn nhá. Tay cầm thì cực kỳ là chắc chắn ngon này. Đó, đây tay cầm đây. Đó, đây phần lông này. Trà thì nói chung là chấm hết, riêng con này các bác trà vệ sinh nha thì rất ok, sạch sẽ ngon lành nhá. Đấy, cọ vệ sinh con vịt. Đó, cọ vệ sinh con vịt này. Đây hình con vịt rất đẹp nhá. Đây các ơi, thực tế về cái dòng sản phẩm cái cọ vệ sinh con vịt nhá, các bác cùng xem video này. Đó. Cái đầu silicone nhá. Đó, rồi cái phần đế các bác có thể dán lên tường. Dùng xong các bác treo lên tường rất là tiện nhá. Đó, những cái mỏ vịt này các bác luồn lách các chỗ các kiểu luôn. Khe kẽ các bác rút vào các bác kỳ rất sạch các nhá. Đấy, dùng xong mình lại để vào cái hố cái ổ cái hũ con vịt đấy. Đó, rất tiện nhá. Treo lên thì nó đỡ tốn diện tích mà nó rất là sạch sẽ, nên lúc vệ sinh cái phần sàn nó rất là sạch sẽ. Đó, thấy không? Rất là hay, mà nhìn rất đẹp, đáng yêu. Đó. Cọ vệ sinh con vịt nhá, các bác lên mã cho em là sản phẩm là cọ vệ sinh con vịt. Đấy, cọ vệ sinh con vịt này. Cọ vệ sinh hoặc là cọ VKC con vịt. Đấy, con vịt, con này thì hiện tại bên em đang gửi cho bác giá cực kỳ tốt luôn. 70k một con nhá. Đấy, 70.000 cho con cọ vệ sinh con vịt này. Giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, chất liệu thì là nhựa và silicone cao cấp rồi. Đấy, hàng nói chung là cực kỳ chất lượng, các bác cứ nhận hàng kiểm tra em. Em đảm bảo bác là ưng luôn. Đây là cái phần đầu silicone này, mềm này. Đấy, con này mà kỳ thì chấm hết luôn. Ở đây có những cái gai các bác kỳ này, cực kỳ sạch luôn này. Đó, rất ok luôn nhá. Cái sản phẩm thứ em lên luôn cho bác là cái bộ bấm móc tay. Đấy, con này thì nó gọi là cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng này. Đây, bộ ví hồng rất đẹp luôn. Đó, thì đây, một bộ nó sẽ như này. Sẽ gồm các món bấm tay, bấm móc chân, các kiểu luôn. Đấy, con này thì nói chung là chị em phụ nữ thì nhìn thì nói chung là nhìn là mê rồi, nhìn là thích rồi. Đấy, có cắt bóng tay, bóng chân này, kéo củng các kiểu này, rồi là lấy dái tai, nặn mụn, rồi là cọ móng, cọ miếc, rồi là các kiểu đây này, cắt móng con mủng các thứ luôn. Đấy, lấy dái tai, zip giếc có đầy đủ hết luôn không nhá. Zip giếc có đầy đủ hết luôn. Đây một full combo của sản phẩm này. Hàng rất đẹp, đựng trong một cái ví hồng nhìn rất đẹp này. Đấy, da hồng rất đẹp luôn nhá, nhìn rất là xinh. Các bác có thể mua về tặng vợ con và xã mình cũng rất ok. Đấy, rồi mua về gia đình nhà mình sử dụng. Ở đây nó sẽ có 3 cái bấm móng cơ, các bác dùng thoải mái luôn. Đó, đây full combo của sản phẩm này thì giá của nó thì cực kỳ là tốt luôn. Các bác lên mã cho em là bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng này. Ví hồng. Bộ này thì em bán giá cực kỳ tốt của bác luôn. Đấy, bộ ví hồng này bên em đang bán giá là 80k bộ nhá. 80.000 cho một bộ ví hồng như này. Đấy, đựng trong một cái bao da. Đây em sẽ quay lại bác xem một lượt này. Đó, đây, đựng trong bao da, hàng rất đẹp này. Dùng xong thì các bác lại gập vào cất đi. Đấy, đựng trong một cái ví này các bác nhá. Đó, ví hồng giá sẽ là 80k nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái bịt nắp cống này. Con này nó là cái dòng bịt nắp cống để chống mùi nó hất lên nhá. Đấy, nhà bác nào mà hú cao kia các thứ là nhiều khi nó hất từ cái cống lên, mùi rất là kinh. Thì các bác mua này xem. Đấy, nó là hệ hệ bịt cái phần hơi nó sẽ bốc lên nhá. Nghĩa là chỉ có hơi đẩy xuống thôi chứ không bao giờ có hơi bốc lên. Đấy, thì nó là chất liệu nó là bằng nhựa. Đấy, bác nào mà kinh tế ít thì có thể dùng cái con này cho em. Đấy, giá của nó thì cũng rất là phải chăng thôi. Giá thì bên em đang bán một cái nắp cống như này. Đấy, cái nắp cống chặn mùi như này. Giá thì chỉ có 20k nhá. Đấy, 20k cho một cái nắp cống chặn mùi này. Đấy, nắp cống chặn mùi nhá. Đấy, nắp cống chặn mùi. Giá sẽ là 20k một con. Đấy, giá cực kỳ là rẻ luôn. Đấy, mua về các bác sử dụng nó rất hay nhá, chặn mùi chặn miếc các thứ. Rồi con này nhà bác nào mà ví dụ mà có hỏng ấy thì các bác có thể mua về các bác thay con này cũng được. Đấy, thay bằng nhựa này được, dùng vẫn rất là bền các nhá. Đấy,
Đây các bác cùng xem thực tế video người ta test con sản phẩm này. Đang gặp rắc rối, tối nhà tắm bốc mùi hôi khó chịu, da và tóc trôi xuống cống gây tắc nghẽn, côn trùng và vi khuẩn tràn lên theo đường ống. Bộ lắp phễu ngăn mùi thoát sàn chống trào ngược là sản phẩm dành cho bạn. Sản phẩm sẽ giúp bạn ngăn chặn mùi hôi và vi khuẩn. Con này nó dùng được luôn ở cái bàn cái bồn rửa bát luôn không nhá. Bộ lắp phễu ngăn mùi lắp đặt dễ dàng, bảo vệ sức khỏe bạn và gia đình, và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm chi phí vì sản phẩm thay thế các loại lắp inox đắt đỏ kém hiệu quả. Giờ đây bạn chỉ cần bỏ ra chi phí rất nhỏ mà vẫn đạt được hiệu quả vượt trội. Bạn đang gặp rắc rối, ống nhà tắm bốc mùi hôi khó chịu, da và tóc trôi xuống cống gây tắc nghẽn, côn trùng và vi khuẩn tràn lên theo đường ống. Bộ lắp phễu ngăn mùi thoát sàn chống trào ngược là sản phẩm dành cho bạn. Sản phẩm sẽ giúp bạn ngăn chặn mùi hôi và vi khuẩn, thoát nước dễ dàng, xóa bỏ nỗi lo tắc ống. Bộ lắp phễu ngăn mùi lắp đặt dễ dàng, bảo vệ sức khỏe bạn và gia đình, và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm chi phí vì sản phẩm thay thế các loại lắp inox đắt đỏ kém hiệu quả. Giờ đây bạn chỉ cần bỏ ra chi phí rất nhỏ mà vẫn đạt được hiệu quả vượt trội. Đấy là thực tế về cái con sản phẩm nắp cống ngăn mùi này. Đấy, cái con nắp cống ngăn mùi giá sẽ là 20.000 một con này. Trong sản phẩm xịt bếp nhá. Đấy, dòng xịt bếp bọt tuyết này, vệ sinh khu vực nhà bếp. Đấy, nói chung là chỗ nào mà nó bị rỉ sét hoặc là bị dầu mỡ các thứ là nó lâu ngày nó két vào thì bác mua về bác vệ sinh nhá. Dạng này của nó đây nó là dạng bọt tuyết nhá. Đấy, dạng bọt tuyết đây em sẽ xịt thử cho bác xem này. Đó, xịt thử bác xem nhá. Đây. Xịt em xịt cái dây bóng này để cho bác xem về cái độ bọt nó này. Đây các bác nhìn này, đó độ bọt của nó nhá. Đây, đấy, có thấy không? Các bác cứ xịt vào ngâm cho em khoảng tầm 30 phút thôi nhá, 30 phút. Đấy, ngâm là phải ngâm khoảng tầm 30 phút. Thì ngâm lâu thế thì nó mới bỏ được cái vết bẩn ra không nhá. Đó, thì các bác sau khi bác ngâm xong thì các bác lôi ra các bác đánh. Đấy, thì rất là dễ sử dụng thôi. Đấy, chuyên về đánh dầu mỡ rồi là khu vực nhà bếp nhá, vệ sinh khu vực nhà bếp dùng rất là ok luôn. Con này thì của nó là hương cam, đấy, mùi rất là thơm luôn, đấy, mùi hương cam rất là thơm luôn các bác nhá. Đấy, giá thì bên em đang gửi các bác thì một cái giá cực kỳ tốt luôn. Các bác lên mã cho em là cái chai xịt tẩy rửa bếp này, đó, xịt tẩy rửa bếp các nhá, xịt tẩy rửa bếp, xịt tẩy rửa bếp này. Con này thì hiện tại bên em đang bán cho các bác giá là đi 50k một lọ này các nhá, 50k một chai này. Một chai này thì dung tích của nó là 500ml nhá. Đấy, 500ml chuyên để cho bác xịt rửa bếp. Đó, dùng rất là ok luôn. Đó. Đây em sẽ mở cho bác xem thực tế một cái video sản phẩm đã sử dụng này. Đó. Đây. Đấy, có thấy không? Tôi xịt vào các bác ngâm. Đó, sạch sẽ ngon lành luôn nhá. Đấy, cực kỳ là xịn sò, dùng rất ok nhá. Đấy. Còn chỉ với dòng sản phẩm cái chai xịt bếp này, đây cái bọt này em vừa phun nó vẫn còn này. Đấy. Rất ok nhá, 50k cho một chai xịt tẩy rửa bếp nhá. Đấy, giá chỉ có 50.000 thôi. Về các bác vệ sinh cái căn bếp cho mình cho nó sạch sẽ ngon lành thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo em bên em hôm nay tiếp tục về cái dòng bơm 2T. Đấy, đợt này thì nó về cái dòng bơm 2T thì hàng này rất là chất lượng luôn. Đó, dòng sản phẩm bơm 2T của Nhật các nhá, rất là xịn sò. Đây em sẽ mở hộp đập mục sở thị cho bác xem. Con này thì của nó là dòng bơm mới nhá. Đấy, dòng bơm mới, hàng này của nó sẽ là hàng mới nguyên hộp luôn. Đấy, hàng mới nguyên hộp chưa qua sử dụng. Đó, rất chất lượng luôn. Thương hiệu Stanley Made in Japan, dòng bơm 2T nhá. Đấy, dòng bơm 2T có đồng hồ đo áp suất này. Đấy, đồng hồ đo áp suất và dây bơm. Đó, con này thì có thể là gấp gọn vào các bác nhá. Đấy, có thể là gấp gọn vào để các bác có thể là bỏ gọn vào trong cốp xe chẳng hạn được, hoặc là các bác di chuyển để cho nó gọn gàng. Đó. Lúc nào bơm thì các bác mở ra. Đấy, còn nếu mà có lúc gấp thì các bác ấn xuống cho em, ấn xuống và các bác đẩy cho em cái phần cá này về cái phần hướng đồng hồ này. Đấy, đẩy về hướng đồng hồ thì nó sẽ khóa vào. Còn lúc nào dùng thì các bác lại mở ra. Đấy, và bơm nó sẽ dựng lên như này. Đấy. Bơm thì của nó là ti thép nhá, bóng loáng luôn này. Đấy, và khung sườn là khung sơn tĩnh điện nhá. Đấy, khung thép sơn tĩnh điện cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, đế chân bơm này đủ hết luôn nhá. Đi kèm là dây bơm, đầu bơm các thứ đầy đủ hết luôn. Đây dây bơm này, đầu bơm này. Đấy, đầu bơm, bơm phao, bơm bóng, bơm xe đạp, xe máy các kiểu luôn. Con này các bác bơm ô tô con cho em thoải mái luôn. Đấy, dây bơm thì siêu bền rồi. Đó, dây bơm thì con này các bác cứ uốn thoải mái cho em luôn. Đấy, các bác thả ra cái này. Đấy, lại về bình thường. Đấy, thả ra cái lại về bình thường luôn. Con này thì riêng cái dòng 2T này thì bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Đấy, bán quá nhiều luôn. Đó, Stanley Japan nhá. Đấy, Stanley Japan này, Stanley Made in Japan, dòng bơm 2T của Nhật có nhá. Đây. Bơm thì rất là dễ dùng thôi. Đấy, con này thì các bác cứ bơm thì các bác cứ lấy chân các bác dẫn. Còn nếu mà các bác đau chân thì các bác có thể là dùng tay các bác dẫn cũng được. Đấy, vì bơm nó rất là nhẹ các bác, bơm nó rất là nhẹ luôn. Đấy, bơm cực kỳ nhẹ. Đấy, bơm rất là nhẹ luôn. Và
Con này ưu điểm của nó là bơm khỏe nhá, 2 ti của nó trợ lực bơm rất là khỏe luôn và bơm rất là nhanh. Đó. Đợt này thì bên em về giá tốt nên là báo giá các bác luôn. Đó, bữa trước con này thì đang bán giá là đi 300k một con. Đó, nhưng mà trong video này thì bên em cũng giảm giá chia cho bác luôn. Các bác lên mã luôn cho con sản phẩm nó bơm 2 ti. Đấy, bơm 2 ti này. Bơm 2 ti nhá. Đấy, con này thì bữa trước đang bán giá là đi 300k, hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn, giá là chỉ còn có là đi 260.000 một con. Bên em sẽ bao ship tận nhà nhá các bác nhá. 260.000 cho con bơm 2 ti này. Bên em sẽ bao ship tận nhà luôn, giá cũ của nó là 300.000 một con cơ. Đấy, đây, màu đen rất đẹp luôn này. Đấy, nhìn rất là chất chơi. Nói chung là nhìn nó rất là chắc chắn, ngon này. Đấy, chắc chắn ngon này. Nói chung là các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, không có gì chê cả, riêng cái con bơm này. Vì nó quá là chất lượng xịn sò, bán từ xưa khẳng định thương hiệu rồi. Đấy, bơm 2 ti nhá. 260.000 con bao ship nhá, có đồng hồ đo áp suất ngon lành luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm là cái chai dầu xoa bóp Hàn Quốc. Đấy, bác nào mà đau xương khớp người ngậm thì các bác mua con này cho em. Đấy, mua về sử dụng chuyên để dùng để xoa bóp chân tay người ngậm, chỗ nào xương khớp các bác đau các bác xoa cho em. Đấy, dùng cho bác người già thì rất là tốt rồi. Đây, chuyên đau xương khớp này. Đấy, đau cổ vai gáy, đau các kiểu, đau chỗ nào là các bác xoa chỗ đấy. Đây là có cả tem chống hàng giả luôn nhá. Đấy, đầy đủ ngon lành luôn, rất là xịn sò. Đây, một hộp của nó thì bên trong của nó thì sẽ có giấy tờ đầy đủ đi kèm này. Đấy, và một cái sản phẩm chính như này đó, và một cái này nữa. Cái này là của nó là cái này nó gọi là cái lăn massage nhá. Đấy, cái con lăn massage. Đấy, thì các bác về thì các bác sử dụng rất dễ. Đó, thì về thì các bác cứ lấy thuốc đây, các bác mở các bác lấy thuốc nhá. Mùi của nó rất là thơm nhá. Đấy, thì các bác lấy cho em một lượng thuốc vừa nhỏ này. Đấy, vừa đủ ra các bác xoa. Đấy, xoa đều lên cái chỗ các bác đau. Đấy, xoa đều lên. Và các bác lấy con này các bác lăn. Đấy, lăn các bác trà. Các bác cứ trà đều nhá. Đấy, trà đều thì cái phần thuốc nó sẽ ngấm thẩm thấu vào sâu bên trong cái phần trong xương của bác. Đấy, thì chữa các bệnh đau nhức xương khớp các thứ rất là ngon. Đó. Giá thì hiện tại bên em đang bán giá cực tốt đối với bác luôn. Các bác lên mã luôn cho là dầu xoa bóp Hàn Quốc thôi nhá. Đấy, dầu xoa bóp Hàn Quốc này. Giá thì chỉ có là 40k thôi. Đấy, dầu xoa bóp Hàn Quốc nhá. Hàn Quốc. Đấy, giá sẽ là 40k trên một hộp này. Đấy, 40k trên một hộp này. Một hộp này của nó là đi 240g nhá. Đấy, một hộp này của nó 240g rất là nhiều. À đâu. Đúng rồi, 240g. Đấy, 240g trong hộp này. Đấy, 40k một hộp các nhá. 40k trong hộp dầu xoa bóp Hàn Quốc nhá. Đây qua. Đau nhức cơ khớp hay là đau xương, làm giảm các triệu chứng đau mỏi vai gáy các bạn nhé. Và đặc biệt nữa là nó làm xóa nó nhanh đánh tan các vết máu bầm do các công việc lao động nặng gần nó gây ra, hay là những người chơi thể thao bị mắc phải. Một đặc điểm nữa đấy là nó làm giảm cơn đau cũng như là sự ngứa ngáy khi bị do các vết thương do côn trùng cắn hay là những vết thương do những người lao động. Điều tốt hơn nữa đấy là sản phẩm này rất thích hợp dành cho những người lớn tuổi các bạn nhé. Như là ông bà bố mẹ chúng ta thì có phải là hay bị đau nhức xương khớp đúng không ạ? Đau khớp tay này, khớp gối này. Đấy, thì sản phẩm này rất hiệu nghiệm khi mà người lớn tuổi dùng một lượng nhỏ vừa đủ cho vùng đau của mình, sau đó xoa đều dàn mỏng khắp cái vùng đau này. Sau đó tôi sẽ dùng cái thanh này tôi lăn. Tại vì sao chúng ta lại dùng thanh này lăn? Nó cũng giống như là chúng ta massage ấy. Các cái thanh này nó sẽ giúp đánh tan các cái vết đau của chúng ta. Quả nó là... Đấy, đấy là tổng hợp về cái con dầu xoa bóp Hàn Quốc này. Bên em đang gửi cho các bác này. Giá sẽ là 40.000 hộp thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm là cái cọ cốc này. Đấy, cọ cốc nhá. Đấy, cọ cốc. Cọ cốc này thì giá tại bên em đang bán một cái cọ cốc này của nó là 20.000 nhá. 20.000 cho cọ cốc này. Bác nào mà về cốc chén các bác, nhà bác dài ấy, nhiều những cái cốc dài các bác không thọc tay được, các bác rửa thì các bác dùng con cọ cốc này. Hoặc là các bác nhà các bác mà ví dụ như là rửa lon, rửa lọ, rửa chai ấy, đấy, thì các bác dùng con này rất tiện này. Đầu của nó đầu silicon. Đấy, thì các bác cứ thò vào các bác rửa thôi. Đấy, con này thì nó dài khoảng tầm hơn 20 cm cơ, tầm 25 cm. Đấy, 25 cm, gần 30 cm luôn đấy các bác nhá. Đấy, để các bác cọ rửa nó rất là tiện luôn. Giá thì hiện tại bên em đang bán một cái cọ cốc này của nó là 20k nhá. Các bác lên mã luôn cho là cái cọ cốc này. Đấy, cọ cốc. Giá sẽ là 20k. Đấy. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng cái con đài FM. Đấy, em còn mấy cái con đài FM thì cũng lên mã nốt cho bác này. Đài FM này thì rất là hay, vừa có thể là các bác nghe nhạc hoặc là các bác nghe đài FM đều được. Đấy, đây, còn qua một con đài FM này nhá. Đấy, hàng của Nhật Made in Japan này, nó rất chất lượng luôn. Đó, con này thì nó là chạy pin nhá.
chạy pin. Đấy, hết pin các bác lại sạc vào các bác dùng. Đó, một con đè với em nó này. Có thể là cái tay xách này, các bác có thể xách đi xách lại dùng rất tiện luôn. Vỏ vân gỗ nhá, lên rất đẹp sang trọng lịch sự. À, bắt đè với em thì rất là dễ thôi. Đấy thì các bác gạt cho em về cái nút FM này. Đấy, nó có phát FM này. Đấy, các bác gạt FM. Các bác xoáy này lên cho em. Xoáy này lên. Đấy, các bác nghe tiếng sôi chưa? Đấy, bây giờ các bác dò sóng em này. Đấy, các bác cho cần anten lên bắt cho nó khỏe. Đây nó có cần anten luôn nhá. Đấy, cho lên. Các bác dò sóng này. Nó có tác dụng chữa lành không? Cảm ơn anh. Thế thì ngày hôm nay lại phải nghe đi nghe lại tiếp. Đấy, có thấy không? Bởi vì nếu mà Hồng Nhung mà hôm nay là số bao nhiêu thì mình sẽ nghe lại nhiều đó Hồng Nhung. Hôm nay số bao nhiêu ta? Thực viên đây cô ơi, đấy em bắt đang bắt đẻ với em này. Sau khi đọc bài viết câu chuyện của Vũ trên Facebook của Hồng Thúy đấy, và fanpage của chương trình. Bác nào mà ví dụ mà đêm khó ngủ thì có thể nghe đẻ với em cũng rất là hay này. Đấy, nhiều bác giờ cả hoặc là các bác đi làm đêm ấy, các bác ngồi các bác nghe đẻ với em cũng rất là hay. Đó đây. Tiếp là Vũ chưa thể nhập viện được. Đó, có thấy không? Trường hợp của em nghe rất là cuốn cô nhá. Đấy, nghe rất cuốn luôn, nghe rất bánh cuốn luôn. Đó. Con này thì vừa có đẻ với em này. Đấy, vừa các bác có thể là kết hợp nghe cả USB này, ngoài ra có thể thẻ nhớ nhá. Và ngoài ra các bác có thể là bắt Bluetooth để các bác nghe nhạc. Đấy, bắt Bluetooth để các bác nghe nhạc. Bắt Bluetooth thì các bác gạt về cái phần MP3 cho em. Đấy, gạt về cái thanh này về phần MP3 và các bác kết nối Bluetooth. Còn FM thì các bác gạt về cái phần FM này. Ở đây nó có cái thanh gạt này, các bác gạt đi gạt lại, gạt những cái điểm nào các bác sử dụng điểm đấy nhá. Đó, còn còn đây là phần nút bật tắt này. Nút bật tắt này thì kết hợp với lại nút tăng giảm âm lượng luôn các bác nhá. Em đấy. Im lặng. Và có lẽ đấy, có thấy không? Bật tắt kết hợp với lại tăng giảm âm lượng luôn. Đó, còn đây là anten. Tay xách xách đi xách lại nhá, rất tiện luôn. Con này thì nó sử dụng cái dòng pin của nó là pin 18650 nhá. Đấy, pin 18650. Đây cái pin nhỏ này, pin 18650 thì pin này thì thị trường nó bán rất là nhiều rồi. Ví dụ mà sau này nó có hỏng pin các bác vẫn có thể là mua pin về các bác thay thế và sửa chữa. Đấy, thay thế và sửa chữa. Rất ok nhá. Đó thì đi kèm thì sẽ có một cái cọng dây sạc nữa. Đấy, cọng dây sạc nữa thì các bác cắm vào đây cho. Đấy, cọng dây sạc nữa về các bác cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình, các bác sạc cho nó là xong. Rất là đơn giản dễ dùng thôi. Đấy mà giá của nó là cực kỳ này mà con có giá của nó là cực kỳ là bình dân nhá. Đấy, đợt này thì giá của nó cực kỳ tốt luôn. Các bác lên mã luôn cho em là con sản phẩm là cái con đài FM này. Đấy, đài FM. Đó, đài FM này. Đài FM. Con này thì bữa trước đang bán giá đi 350k. Đấy, 350k. Hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn. Đấy, giá là chỉ còn có là đi 300k một con. Bên em sẽ bao ship tận nhà nhá. 300.000 cho con đài FM như này, bao ship đến tận nhà luôn. Giá cực kỳ là tốt gửi bác nhá. Đấy, 300.000 của con đài với em. Đấy, bao ship tận nhà. Nhà rất là hay luôn nhá. Đấy. Con này thì ngoài cái con pin 18650 thì các bác có thể là cho thêm cái pin to, pin con thỏ loại to vào đây để các bác dự phòng. Đấy, còn không thì các bác có thể là dùng con này thì dùng được nhiều lần. Đấy thì các bác có thể hết pin các bác lại sạc vào và lại dùng. Đấy thì còn cái pin kia thì các bác lắp vào dự phòng thôi. Đấy, còn chủ yếu là mình nên dùng cái pin này này. Đấy, pin này nó rất là trâu rồi. Đấy, các bác nghe thoải mái rồi. Đó thì tha hồ mà đấy, cười thoải không? Mái nha. Nghe rất hay các bác nhá. Không ai để cho con một mình cả. Rất nhiều người đang muốn bù đắp cho con những tháng ngày mà trước đây con đã trải qua. Chơi vơi, đơn độc. Và đấy, đã em có em rất... nhá. Đấy, đấy em. Giá sẽ là 300.000 cho một con đấy với em là coi nhá. Cái sản phẩm tiếp theo lên luôn cho bác là cái con... bàn chải con vịt này. Đấy, tiếp tục lại về cái dòng bàn chải con vịt nhá. Đấy, cái con này thì một hộp của nó sẽ là 8 cái. Đấy, một hộp sẽ là 8 cái nhá. Đấy, một hộp 8 cái bàn chải con vịt nha. Cái thương hiệu Beardac này thì một trong cái thương hiệu chuyên về cái đồ gia dụng, đồ trẻ em thì rất là nổi tiếng rồi. Đấy, thì nó có cái sản xuất cái dòng sản phẩm là cái bàn chải con vịt đúng không nhá. Bàn chải con vịt này. Đó, đây em sẽ quay view thực tế bác xem. Đó, một hộp này của nó sẽ là 8 cái màu vàng rất là đẹp luôn. Con này thì trẻ em người lớn đều đánh được không nhá. Lông thì bàn chải nó thì rất là mềm. Đấy, lông bàn chải nó rất là mềm luôn. Màu vàng thì rất là đẹp rồi. Đấy, màu vàng rất là đẹp rồi. Các bác mua cả hộp về để đánh dần ra. Hàng này thì bên em bán cả hộp nhá. Các bác lưu ý là bán cả hộp luôn. Đấy, không bán lẻ, bán cả hộp luôn. Đó, một hộp bàn chải nó sẽ như này. Đó đây, tay cầm thì nó ốp cao su chống trượt này. Ngoài ra thì nó sẽ tích hợp cái phần cạo lưỡi ở đây luôn không nhá. Đấy, bác nào mà thích cái cạo lưỡi
thì mua luôn con này, nó có cả cạo lưỡi luôn, vừa đánh răng vừa cạo lưỡi luôn luôn nhá. Đấy, vừa đánh răng vừa cạo lưỡi luôn. Một hộp này thì sẽ gồm có 8 cái nhá. Đấy, một hộp sẽ gồm có 8 cái nha. Đó, 8 cái bàn chải con vịt như này. Hàng rất chất lượng và xịn sò luôn. Đó, lông bàn chải rất là mềm nhá các bác nhá. Các bác lên mã luôn cho là cái hộp bàn chải vàng có nhá. Đấy, bàn chải vàng. Bàn chải vàng là bàn chải con vịt được, bàn chải vàng cho nó ngắn gọn. Giá thì hiện tại em đang bán hộp này sẽ là đi 70k nhá. Đấy, 70k cho một cái hộp bàn chải 8 cái nhá. Đấy, một hộp bàn chải 8 cái, giá sẽ là 70k một hộp. Đó, giá chỉ có 70.000 thôi. Đựng trong cái hộp rất xịn sò nha. Đấy, rất là ngon. 8 cái nhá, 70k. Đấy, bàn chải vàng nhá. Đấy, lông rất là mềm. Vừa có thể đánh răng vừa cạo lưỡi các bạn nhá. Cái sản phẩm tiếp theo ở đây em còn mấy con sản phẩm với cái con bàn là hơi nước này. Đấy, con bàn là hơi nước nhá. Con này thì nói chung là nó là quá là hot hit rồi. Đấy, và là thì cực kỳ là ngon luôn. Đấy, là cực kỳ ngon, bán rất nhiều, chưa bác nào chê cái con bàn là này. Nó về là gọi là ngon dã man luôn. Sản phẩm này thì vợ em cũng đang dùng luôn, còn khen tấm tắc thôi nhá. Đấy, khen tấm tắc luôn. Đấy, thì tổng quan con sản phẩm đây. Con này thì nếu mà các bác dùng thì các bác ngửa lên, không dùng các bác có thể gấp gọn này, các bác cất vào trong tủ rất là gọn, hoặc là các bác mang đi du lịch cho em rất là tiện nhá. Đấy, công suất thì của nó con này. Công suất này xem nào. Lâu không quay quên mất rồi các bạn. Công suất của nó là 1000, hình như là 1300W sao các bác nhá. Đấy, 1300 là 1500. 1300W và cái 1500 có nhá, 1500W nhá. Đây, 1500W luôn này. Đấy, cực kỳ là cao luôn. Đấy, độ nóng nóng nhanh rất là cao luôn nhá. Và nó sử dụng cái hơi nước để nó làm phẳng vải nhá. Đấy, hơi nước để nó làm phẳng vải nhá. Đây. Tổng quan em đây, rất đẹp luôn. Đó, thì đây là cái phần bình chứa nước nhá. Thì các bác rút ra cho em, rút ra và các bác châm nước vào đây. Đấy, châm nước vào đây cho em này. Đấy, các bác bóc cái này ra, các bác châm nước vào. Đấy, châm nước vào đây cho em. Và các bác lại lắp vào. Đấy, lắp vào và khi mà các bác sử dụng thì các bác cứ cắm điện và các bác bật lên bình thường thôi. Đấy, là tự động nó sẽ bơm nước lên và nó đẩy cái hơi nước ra để nó là phẳng cái đồ của bác, là cực kỳ là nhanh luôn. Là mọi chất liệu nhá, riêng cái con này thì các bác là thoải mái em, không là cháy. Đấy, vì nó làm hơi nước mà. Đây, công suất là 1500W này và sử dụng dòng điện là 220V. Đấy, các bác cắm vào và các bác bấm nút cho em. Cứ bấm nút là bấm nút là thôi, cực kỳ là dùng là tiện. Đây các bác nhìn này, dây đầu cắm nó làm rất là cẩn thận. Hàng này nói chung là nó là hàng xuất khẩu rồi. Đấy, hàng xuất khẩu châu Âu rồi. Nên là nó làm rất là cẩn thận nhá. Đây, một con sản phẩm bàn là hơi nước này. Đấy, dùng rất ok luôn. Giá thì cực kỳ là bình dân thôi. Đấy. Giá thì bàn là thì ngon nhưng mà giá bình dân luôn nhá. Đây. Đây thực tế về con sản phẩm cái con bàn là hơi nước đây, người dùng đã sử dụng luôn nhá. Một chiếc bàn là hơi nước cầm tay rất hot một năm về trước. Vậy thì không biết sau một năm sử dụng ấy nó còn tốt không nhỉ? Cùng xem nhá. Về ngoại hình nó sở hữu một màu hồng nam tính bóng bẩy kèm một chút chảy xước theo thời gian. Chất liệu như ABS khá là bền. Nó có một nút bật duy nhất kèm một nút khóa nếu bạn dùng lâu đỡ bị mỏi tay. Một khớp giúp bạn gấp gọn sản phẩm. Công suất máy 1300W làm nóng gần như ngay lập tức. Cùng test hiệu quả nhá. Áo sơ mi. Quần phẳng luôn các bác nhá. Áo khoác. Tất cả đều dùng ngon. Có một điểm trừ nhẹ là cái bình nước này hơi bé, chỉ 130ml thôi. Với một người tỉ mỉ như mình ý, thì nó chỉ dùng được cho hai cái áo sơ mi, hai cái quần hoặc là một cái áo khoác to. Mẹo nhỏ khi đổ nước, các bạn xịt thêm một shot nước hoa vào sẽ khiến quần áo bạn thơm hơn rất nhiều đấy. Sau một năm sử dụng ấy thì mình thấy nó rất là đáng tiền, xứng đáng là ngon, bổ, rẻ. Đấy, xứng đáng là ngon bổ rẻ lắm các nhá. Vậy thì không biết sau một năm sử dụng ấy nó còn tốt không nhỉ? Cùng xem nhá. Về ngoại hình nó sở hữu một màu hồng nam tính bóng bẩy kèm một chút chảy xước theo thời gian. Chất liệu như ABS khá là bền. Nó có một nút bật duy nhất kèm một nút khóa nếu bạn dùng lâu đỡ bị mỏi tay. Một khớp giúp bạn gấp gọn sản phẩm. Công suất máy 1300W làm nóng gần như ngay lập tức. Cùng test hiệu quả nhá. Áo sơ mi, quần kaki, áo khoác, tất cả đều dùng ngon. Có một điểm trừ nhẹ là cái bình nước này. Đấy, đấy là thực tế về con sản phẩm. Về con bàn là hơi nước mà người dùng nó đã sử dụng nhá. Đấy, đúng chất là ngon bổ rẻ luôn cho một con sản phẩm bàn là hơi nước cầm tay này. Đấy, và các bác yên tâm là riêng các bác đã dùng bàn là hơi nước thì các bác không bao giờ muốn dùng những cái bàn là kia nữa luôn. Đấy, vì dùng bàn là hơi nước nó rất là tiện. Đấy, thứ nhất là nó không bị cháy đồ, mà thứ hai các bác là nó rất là nhanh. Đấy, là nó rất là nhanh luôn. Và thứ ba là các bác có thể là gấp gọn vào vì nó rất là bàn là hơi nước nó rất là nhỏ gọn, các bác có thể mang đi mọi lúc mọi nơi. Đấy, mang đi du lịch rồi các bác mang đi chỗ nọ chỗ kia nó rất là tiện nhá. Đây, các bác gấp gọn mà các bác nhìn này, em gấp gọn mà nó chỉ có nhỏ tí thôi. Đấy, gấp gọn mà nó chỉ có nhỏ bằng cái bàn tay này, nhỏ bằng bàn tay một tí thôi, à to bằng bàn tay một tí thôi. Đấy, thì các bác có thể mang đi mang lại nó rất là dễ dàng nhá. Đấy, rồi. Đấy là tổng quan với con sản phẩm bàn là hơi nước này. Đó thì em báo giá nhá. Các bác lên mã luôn cho con sản phẩm là bàn là hơi nước này. Đấy, bàn là hơi nước. Con này thì bữa trước bên em đang bán giá 350k, này thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn. Bán cho bác giá là cực kỳ tốt luôn. 320k bên em sẽ bao ship tận nhà nhá. 320.000 cho con bàn là hơi nước nha. Bên em sẽ bao ship tận nhà. Hàng của nó sẽ là hàng nguyên hộp luôn nhá.
Con này thì nó là con đời mới, công suất của nó là 1500W cơ. Đấy, cực kỳ là hit hot, ngon này cành đào, dễ dàng sử dụng đấy nhá. Đấy, và là rất là nhanh luôn. Cái sản phẩm tiếp theo em lấy luôn cho bác là cái con khăn tắm này. Đấy, khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy, tiếp tục lại về cái lô khăn tắm của Hàn Quốc, lông thì rất là mềm luôn. Đây. Lông của nó thì rất là mềm, lông của nó thì chấm hết rồi. Đấy, và độ thấm hút thì cực kỳ là ngon lành cành đào luôn. Đó, lông rất là mịn nhá. Đấy, thấm hút rất tốt luôn. Đó đây. Đấy. Lông rất ngon này. Đó. Giá thì hiện tại em đang bán giá cực kỳ tốt gửi bác luôn. Đó, các bác lên mã luôn cho nó có sản phẩm là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy, khăn tắm của Hàn Quốc này. Đấy, khăn tắm Hàn Quốc. Con này thì kích thước của nó là 1m4. Đấy, 1m4 nhân với lại 70 nhá, 1m4 nhân 70. Giá thì tại em đang bán là 60k nhá. Đấy, 60k một cái thôi. Giá chỉ có 60.000 một cái thôi. Đấy, 1m4 nhân 70. Khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Đấy, khăn tắm của Hàn Quốc luôn. Đấy, rất là to tét. Ngon lành, to đúng như một cái chăn luôn. 1m4 70 thì đúng như là một cái chăn rồi. Đấy, con nhìn này. Đấy, đúng như to tét, dã man. Vừa người luôn. Đấy, các bác làm cái chăn đắp luôn. Đấy. Đây, lông rất đẹp nhá. Đấy, lông rất là mịn mà. Thấm hút nước cực kỳ ngon. Các bác mua về làm khăn tắm các thứ giờ rồi. Đó, giá chỉ có 60.000 con thôi nhá. Khăn tắm Hàn Quốc giá 60k. Cái sản phẩm tiếp theo thì ở đây em còn ít cái dòng sản phẩm là cái hộp màu con vịt này. Đấy, hộp màu trẻ em nhá, hộp màu con vịt, hộp màu trẻ em. Con này thì các bác mua về làm quà cho các cháu. Đấy, mua về làm quà cho cháu hoặc là làm quà sinh nhật các thứ cả. Đấy, hoặc là mua về cho các con nhà mình học tập tránh xa điện thoại, tivi thứ đi. Đấy, mua về cho con mình học tập và chức sáng tạo luôn. Đó thì một hộp màu của nó sẽ như này. Đấy, bên ngoài này. Thương hiệu Good Duck này. Đấy, một trong những thương hiệu chuyên về đồ gia dụng, đồ trẻ em rất là nổi tiếng rồi. Đấy, như một cái vali các bác sách nhá, như một cái vali cặp sách cho các con cháu nhà mình mang đi học. Đó, rất là tiện. Bên đây em mở bên trong này. Đó, thấy không? Rất đẹp luôn, đầy đủ phụ kiện đi kèm. Bên trong thì sẽ có cho mình là một cái combo bút chì này, rồi là bút màu nước này, bút màu sáp này. Đấy, rồi là thậm chí có cả cái màu khô này để các bác vẽ cho con nhà mình vẽ tranh này. Đó, rồi là có cả thước kẻ này, bút chì nhá. Đấy, bút chì rồi là keo tẩy gọt bút chì đi kèm đầy đủ luôn, không thiếu một cái gì cả luôn. Đấy, về là chỉ có việc mở ra là sử dụng thôi. Đấy, rất ok, thoải mái cho con là mình vẽ vời sáng tạo các thứ các kiểu luôn nhá. Đấy, nói chung là các bác mua bộ này về thì các con nhà mình thì đảm bảo là sung sướng cuộc đời rồi. Đấy, nói chung là chốt luôn. Đấy, giá thì cực kỳ là tốt gửi bác luôn nhá. Đấy, giá gọi là vừa mua vừa tặng các con nhà mình nhá. Đấy, vừa mua vừa tặng các con nhà mình. Các bác lên mã luôn cho là cái hộp màu con vịt này. Đấy, hộp màu con vịt. Con này thì hiện tại em đang bán giá cực tốt bác luôn. Con này bữa trước đang bán giá là đi 180k, hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn. Giá là chỉ còn có là đi 150k nhá. Đấy, 150k một con hộp màu con vịt như này. Đấy, giá là 150.000 cho một hộp màu con vịt này nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Đó, mua về tặng các cháu nhà mình rất đẹp nhá. Màu sáp, màu nước, các thứ đầy đủ, bút chì tô vẽ thoải mái luôn nhá. Đấy, rất là nhiều màu, thoải mái học tập. Đấy, dùng xong thì lại bảo các cháu đóng vào cất đi. Đấy, lại tiếp lần sau tiếp tục lại mang ra học tập sử dụng nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là dòng keo dán tôn. Keo dán tôn luôn nhá. Đây, một cuộn này của nó thì cái khổ của nó sẽ là 10cm. Đấy, một cái khổ này của nó sẽ là 10cm này. Hàng này thì chuyên cho bác dán tôn, dán chống thấm nha. Đấy, keo thì siêu dính luôn. Khi mà cái con này mà cái ưu điểm của nó là khi nó càng có nhiệt độ thì nó càng dính các nhá. Đấy, nhiệt độ càng cao thì cái keo nó chảy ra nó càng dính. Đấy, keo nó chảy ra nó càng dính đây. Để bóc cho bác xem. Một chút nhá. Dòng này nó là dòng keo thông minh rồi, rất là hay. Đấy, keo chống thấm nhá. Về bác nào mà ví dụ nhà máy tôn các thứ rồi. Đấy, mình có muốn dán thì mình bóc ra. Đấy, mình bóc ra này, bóc ra này. Đó, và các bác dán trực tiếp cho em. Đấy, ví dụ như là xô thùng cầu chậu bị thủng nước chẳng hạn này, hoặc là mái tôn mái ngói các thứ nhà mình bị giò nước này, các bác cứ thế đấy, các bác cắt ra các bác phệt luôn nha. Đấy, con này thì khi mà nó có nhiệt độ cao nó càng nóng lên, ví dụ như các bác đặc biệt các bác dán là mái tôn mái bờ rô cho em. Đấy, thì nhiệt độ càng cao thì cái keo nó càng chảy ra. Càng chảy ra thì nó càng dính nữa nhá. Đấy, càng dính rất ngon luôn. Đấy, dính rất ngon luôn. Cái khổ này bên em đang gửi bác là cái khổ bản to nhá. Bản to, bản này của nó sẽ là 10cm nhá, 10cm. Đấy, nên là ví dụ nếu mà các bác dùng mà nó một miếng nhỏ là các bác có thể cắt ra. Đấy, cắt ra làm đôi cũng được. Đấy, dùng rất tiết kiệm nhá, dùng cực kỳ tiết kiệm và kinh tế luôn. Giá thì cũng siêu tốt nhá, các bác lên mã cho sản phẩm là keo dán tôn.
keo dán tôn này. Giá của nó thì một cuộn này bên em gửi bác giá siêu tốt, 50k một cuộn keo dán tôn của nhá. Đấy, 50k cho một cuộn keo dán tôn nhỉ. Đây các cùng xem thực tế sản phẩm này. Chống thấm nước này nhá, mình mua về kiểm tra thử luôn nhá. Băng dính này thì dán được trên mọi bề mặt các bạn nhá, kể cả dán trên bề mặt đang ướt nhá. Khi dán vào thì bóc ra rất khó. Loại này chống cả nước, chống cả nóng. Bây giờ mình hy sinh chọc thủng cái chậu để kiểm tra nhá. Lưu ý là khi bóc ra thì nó còn có một lớp ni lông mỏng để bảo vệ chất keo các bạn nhá. Mình phải bóc ra thì mới dán được, cho bạn nhìn kỹ nhá. Bơm đầy nước và mình thử dán nhá. Nước đã chảy qua cái lỗ mình đục sẵn, mình không cần lau khô chậu và mình dán luôn nhá. Một phát ăn ngay luôn các bạn nhá. Mình kiểm tra thì không hề bị dò một giọt nước nào luôn. Sản phẩm này mình đánh giá đúng như quảng cáo nhá, 9,5 điểm các bạn nhá. Đấy là thực tế về con sản phẩm keo dán tôn bên em gửi nhá. Giá của nó thì sẽ là 50k cho một cuộn keo dán tôn này. Đấy, bản của nó sẽ là bản 10cm nhá. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop lại tiếp tục về, đó là cái dòng sản phẩm dây câu bình của nhá. Dây câu bình này, hàng rất chất lượng. Hàng của Kabushi Japan nhá. Kabushi là một trong những thương hiệu chuyên về những cái đồ điện, đồ gia dụng thì nổi tiếng rồi. Đó đây, dòng sản phẩm dây câu bình rất chất lượng nha. Đó, dây này của nó sẽ là dây dài 3m nhá. Đấy, dây dài 3m, hai dây, hai màu khác nhau để các bác có thể là các bác chủ động trong cái công việc các bác câu bình. Đấy, tránh tình trạng là nó bị câu ngược cực chẳng hạn nhá. Đấy thì đây, hai màu đen đỏ này, biểu tượng cho âm dương nhá. Đầy đủ ngon lành luôn, dây cực kỳ to nhá. Kẹp cũng rất chặt luôn. Đấy, kẹp rất chặt luôn, dây rất to nhá. Đây em sẽ lấy cho xem này, con nhìn này. Đồng của nó này, đồng sáng choang luôn, dây cực kỳ to luôn này, cực kỳ nhiều đồng nhá. Đấy, thoải mái quá dùng luôn. Con này thì công suất nó lên đến là 1000 ampere nhá. Đấy 1000 ampere này. Đó, 1000 ampere luôn. Hàng ngon này kinh đào nha. Giá siêu tốt của bác luôn nhá. Dây của nó sẽ là dây dài 10m các nhá. Dây dài 1m. Đó, dây dài 1m rất chất lượng. Chuyên cho bác về câu bình có biết các thứ ra. Đó, các bác sử dụng rất ngon lành. Nói chung là các bác mà hay nào ô tô ấy, hoặc là hay dùng ác quy thì cứ sắm cho em một bộ như này, các bác để trên ô tô. Nhiều khi là có sự cố các thứ ra, các bác dùng để câu bình có biết cho em rất tiện dụng luôn. Giá thì cũng rất hạt rẻ của các bác nhá. Đó đây, một cái bộ sản phẩm dây câu bình như này. Giá siêu tốt luôn. Báo giá nhanh luôn nhá, các bác lên mã cho sản phẩm là dây câu bình. Giá nhanh cho bác luôn. Dây câu bình này, dây câu bình. Giá của nó sẽ là 230k một bộ nhá. Bên em sẽ bao ship tận nhà luôn. 230.000 một bộ dây câu bình như này. Bao ship tận nhà luôn nhá. Hàng rất là hot hit, xịn sò ngon lành như này. Đấy, giá siêu tốt của các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là máy hơi mini. Đó, dòng sản phẩm máy hơi mini bán rất dẫn là chạy bên em này. Đó, báo giá nhanh luôn nhá, báo giá luôn. Máy hơi mini này. Máy hơi, các bác cứ lên mã cho là sản phẩm máy hơi đi, đừng có thêm chữ mini mà nó nhầm thôi nhá. Máy hơi luôn. Giá nó sẽ là 520k. 520k một bộ sản phẩm này bên em bao ship nhá. Máy hơi, giá 520k. Đấy, rất là phù hợp cho bác sử dụng gia đình với em. Dùng thì nó sẽ là dùng điện là 220. Hàng này của nó thì là hàng của Đài Loan nhá. Đấy, hàng Đài Loan, hàng made in Taiwan. Rất lượng nha. Đấy, sử dụng điện 220 cho em nhá. Đấy, AC 220 này. Một con máy hàng mới nguyên hộp, cực kỳ là xịn sò, nhẹ nhàng, tình cảm nhá. Đấy, các bác dùng gia đình cho em rất ok. Bơm hơi, bơm hiếc các thứ cho em rất xịn sò. Dây nguồn rất dài nhá. Đấy. Còn đây là dây bơm ra này. Đó, dây bơm ra này. Đó, đây. Con này đây, thông số nó thì sẽ là sử dụng điện AC 220. Lực sẽ là 12-15 phút này, 35 lít trên phút nhá. Con này công suất của nó sẽ là 35 lít trên 1 phút. Đấy, 35 lít trên phút cũng khá là lớn nhá. Đấy, công suất thoải mái để phục vụ các bác gia đình luôn. Hàng made in Taiwan, cực kỳ xịn luôn. Đó, các bác nhìn này, một con máy rất đẹp luôn. Có đồng hồ đo áp suất đầy đủ. Đây, ngon lành như này. Dây bơm ra thì là dạng dây bơm siêu bền nhá. Dây bơm siêu bền. Đấy, các bác cứ gập thoải mái cho em luôn. Dây bơm bọc cáp luôn này. Đấy, dây bơm bọc cáp luôn. Con này thì ở đây gặp là lúc mà có bác bơm gặp vào cho em. Đấy, gặp vào để các ví dụ bơm xe đạp, xe máy các kiểu cho em luôn. Dây rất ngon lành ngày nào nha. Giá thì siêu tốt của bác luôn. Giá chỉ có 520k một con máy bơm mini thôi. Con này nó sẽ có là điều chỉnh áp luôn nhá. Điều chỉnh áp, ngoài ra là công tắc bật mở đây. Bây giờ em sẽ ghép một cái video thực tế em test cái con sản phẩm này để các bác cùng xem về con sản phẩm máy bơm hơi mini của nhá. Giá thì cũng rất là tốt luôn, chỉ có 520k một con máy bơm hơi mini thôi. Sử dụng cho em là điện 220 con nhá. Vâng, hộp máy thì rất là xịn sò chắc chắn, hàng mới hộp luôn. Đó, một con máy rất đẹp luôn nhá. Đó. Đấy, rất nhạy nhá, cực kỳ nhạy mà hơi ra rất khỏe, rất đều nhá. Đây ở đây em không có cái xăm cái lốp gì, em bơm test thử bác xem tôi có cái tí dây bóng này, em cho vào em bơm test cái lực hơi nó đẩy em nhá. Các bác nhìn này. Bật máy này. Đó, có thấy không? Bơm rất nhanh nhá. Đấy, thấy không? Đó, hơi ra căng két luôn này. Đấy, cái túi này nó đang bị thủng rồi các bạn ạ. Túi đang bị thủng rồi này. Đó, hơi ra rất căng rồi nhá.
Đấy, bật tí cái người ra rất căng luôn. Nói chung là bơm xe, bơm cộ các thứ, bơm ô tô thoải mái cho em luôn. Đó, tiếp tục lại về cái lô đó là viên thả bồn cầu nhá. Đấy, viên thả bồn cầu. Một túi này của nó sẽ là 10 viên này các ơi. Tác dụng thì công dụng thì sẽ là khử khuẩn này, rồi là khử mùi và làm trắng nhá, làm trắng cũng như là làm sạch cái khu vực bồn cầu bác đi. Đấy, giá thì cho một cái túi 10 viên như này chỉ có 30k thôi. Cách sử dụng thì rất là dễ, về thì bóc ra, cứ mỗi lần sử dụng bác lấy cho một viên, thả trực tiếp vào trong cái két nước nhà mình. Đấy, con này thì nó là cái giấy này là giấy tự tan, các bác cứ thế có thả vào, không cần phải bóc cái giấy ra đâu ạ, cứ thế là các bác thả trực tiếp vào thì nước sẽ ngấm vào và bắt đầu là sẽ cứ phai dần ra. Đấy, mùi thơm thì của nó là cái mùi thơm nhẹ nhẹ thông thoảng thôi. Đấy, giá thì siêu tốt của bác nhá, 30k cho một cái túi thẳng cầu 10 viên, dùng rất cực kỳ là kinh tế, tiết kiệm mà rất nhiều công dụng tác dụng luôn. Đấy, khử khuẩn khử mùi. Đấy, rồi là làm trắng. Đấy, cực kỳ là nhiều tác dụng các bác nhá. Đấy, mà giá rất là tốt luôn. Đấy, giá siêu tốt luôn, giá chỉ có 30k cho một cái túi viên thả bồn cầu 10 viên nha. Đấy, đấy là cái sản phẩm đầu tiên trong ngày video hôm nay. Các bác xem video đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh để đón xem sản phẩm rồi video mới nhất của em. Đấy, em sẽ đi vào những cái sản phẩm tiếp theo trong cái video hôm nay. Các lưu ý là hóa đơn em trên 200k sẽ được miễn phí ship nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục lại về cái lô đó là dòng sản phẩm bình xịt nhớt nhá. Đấy, bình xịt nhớt gửi bác này, bình xịt nhớt hàng của Kabushi, hàng rất xịn này. Con này thì dung tích của nó sẽ là 250ml, chuyên bác xịt dầu thì nhớt, bác nào làm thợ cơ khí, sửa xe, máy may các thứ ra châm dầu châm nhớt đây cho em. Đấy, xoáy ra và các bác cho dầu nhớt đây cho em và các bác phịt thôi. Đấy, đây cho đây các bác phịt. Con này lực phịt rất mạnh nhá và bóp rất êm tay. Ngoài ra thì đây có đợi chút để em xoáy không. Ngoài ra thì cái phần đầu vòi này các bác có thể uốn bẻ đi. Đấy, những cái phần góc khuất là các bác vẫn có thể luồn lách vào để các bác phịt được. Đấy, chuyên để các bác phịt dầu phịt nhớt nhá, bóp rất êm ái ngon lành luôn. Giá thì cũng rất là tốt của bác nhá, các bác lên mã cho sản phẩm là bình xịt nhớt, giá của nó siêu tốt luôn, 50k một bình nhá, 50k một triệu bình xịt nhớt này. Đấy, giá chỉ có 50k con bình xịt nhớt thôi. Tiếp theo hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là thuốc xịt kiến nhá. Đấy, thuốc xịt kiến. Đấy, nhiều bác hỏi là có thuốc xịt kiến không, bên em có luôn này, thuốc xịt kiến nhá, báo nhanh bác luôn. Giá nó sẽ là 40k một chai cho một chai thuốc xịt kiến nha. Đấy, dung tích sẽ là 250ml, hàng của Nhật luôn nhá, rất chất lượng ngon lành. Chuyên về các bác xịt kiến dán cho em, rất chất lượng. Đấy, xịt kiến, xịt chiên với kiến, nhưng mà các bác có thể đuổi được dán mỗi thứ cho em ngon lành luôn. Đấy, 40.000 một chai thôi nhá. Dung tích sẽ là 250ml. Đấy, đi kèm thì sẽ có là một cái vòi xịt như này. Đấy, bên em sẽ gửi kèm luôn. Hàng của nó thì vẫn là hàng Hyundai nhá. Về là các bác tự có xoáy thôi. Đấy, bên em không xoáy nữa, vì nó vẫn là hàng nguyên đai, xoáy ra các bác lại bảo là hàng này dùng rồi, bóc rồi. Đấy, thôi em cứ để nguyên nha. Giá nó sẽ là 40k, gửi kèm bác luôn cả một cái nắp xịt như này nữa. Thì về các bác lắp đắp vào là các bác xịt thôi. Đấy, xoáy cái này cho em. Đấy, xoáy ra và các bác xịt, bóp là xịt thôi. Rất là tiện dụng nhá. Các bác cứ xịt liên tục cho em khoảng tầm từ 5 đến 7 ngày. Xịt liên tục 5 đến 7 ngày cho em nhá. Đấy, giá chỉ 40k thôi. Ngoài ra thì em có cái dòng xịt đồ chuột nữa. Đấy, xịt đồ chuột cũng là 40.000 một chai nhá. Đấy, xịt đồ chuột cũng là 40.000. Đấy, tùy nhu cầu nhá. Các bác nhà có chuột thì lấy xịt chuột, nhà nhiều kiến, nhiều rán, nhiều muỗi thì có thể lấy con xịt kiến như này. Đấy, tùy nhu cầu nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là cái con xịt chống thấm nhá. Xịt chống thấm này, hàng rất chất lượng ngon lành như này. Đó, xịt chống thấm. Đây, con này dùng rất dễ thôi. Về là có dùng các bác lắc đều lên cho. Lắc đều lên. Đấy, lắc đều lên và trước khi dùng các bác lắc đều. À, xong rồi là các bác xịt vào những cái chỗ nào mà nó chống thấm một thứ là các bác xịt. Dung tích của nó sẽ là 450ml này. Đấy, dung tích sẽ là 450ml. Đây em sẽ xịt thử bác xem nhá. Dạng của nó sẽ là cái dạng keo này này. Cái dạng keo này. Đây. Đấy, có thấy không? Xịt này. Đấy, nó là cái dạng keo này nhá. Xịt rất hay luôn. Đó, dạng keo chống thấm này. Thì con này các bác sau khi bác xịt xong là các bác cứ để cho em khoảng tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thì bắt đầu keo khô là các bác dùng được. Ví dụ như là ống nước nhà mình vỡ các bác nứt các thứ các bác mà lôi các bác xịt này, hoặc là ví dụ như là tường nứt các thứ là các bác xịt này. Đây em vừa xịt xong các bác nhìn đây này. Đấy, cảm giác bắt đầu đang khô đông cứng rồi nhá, đông cứng rất nhanh luôn. Đấy là cái dòng sản phẩm xịt chống thấm em. Đây em sẽ cho bác xem thực tế một cái video và đã test cái con sản phẩm xịt chống thấm nhé, các bác cùng xem này. Đó, đây
Đây đúng thấm ruột trên... đúng thấm ruột trên mọi bề mặt chất liệu, hiệu quả lên đến 10 năm. Chống thấm ruột mái tôn, mái ngói, máng xối, trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ, thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nóng mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Đấy, đấy, thực tế về con sản phẩm cái con xịt chống thấm đi em gửi bác nhá. Đấy, thực tế con sản phẩm này. Giá thì báo giá nhanh luôn. Các bác lên mã cho sản phẩm là xịt chống thấm nhá. Chai xịt chống thấm, giá của nó sẽ là 50k. Đấy, xịt chống thấm này, giá sẽ là 50k cho một chai xịt chống thấm này. Dung tích sẽ là 450ml nhá. Đấy, 450ml, về đây bác xịt thoải mái luôn. Đấy, một trang đủ các bác có thể mua thêm, vì giá nó rất là ví thôi. Đây các bác nhìn này. Đấy, vừa quay ra vào cái các bác nhìn này. Đấy, bắt đầu đang khô rồi nhá. Đấy, bắt đầu đang khô nhá. Đấy, bắt đầu đang khô này. Đấy, các bác cứ để cho em khoảng tầm 1 tiếng rưỡi 2 tiếng, bắt đầu nó khô là các bác có thể dùng ok luôn. Sản phẩm băng keo điện hàng bãi nhà em lại tiếp tục hàng về thoải mái để phục vụ các bác nhá. Đấy, thoải mái để phục vụ các bác luôn. Đây, dòng sản phẩm băng keo điện hàng rất chất lượng. Đợt này thì nó về cái lô này hàng rất đều nhá. Đây em sẽ nhặt để em cân thử bác xem luôn. Nhiều bác hỏi là 1 cân nó khoảng tầm bao nhiêu cuộn thì hôm nay em cân luôn nhá. Nói chung là nó tùy các bạn. 1 cân thì nó cứ rơi vào khoảng tầm là 12 đến 15 cuộn. Đấy là tùy, 12 15 cuộn nó sẽ có cuộn to, cuộn nhỏ, cuộn mỏng, cuộn dày, lẫn lộn nhá. Bên em sẽ mix cho bác lẫn lộn màu. Đấy, đây đây cái này cho nó được 1 cân chưa, đó được hơn 1 cân rồi này. Đây được đúng 1 cân đây nhá, đúng 1 cân đây, em đã cân thử đây, được đúng 1 cân này. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 11 này. Đấy, đấy là 11 cuộn, còn tùy nhá, có những cái cân 12 cuộn, có những cân lên đến 15 cuộn, nhưng mà nói chung là tùy đâu các bạn. Cuộn như ví dụ như những cái cuộn nó to này thì nó càng sẽ càng nặng cân này. Đấy, còn ngoài ra thì nó có những cái cuộn nhỏ nó mỏng đây như này, thì những cái cuộn như này thì nó sẽ là nhẹ cân hơn thì nó sẽ được nhiều hơn. Đấy, tùy hàng bên em thì sẽ bốc xô bác nhá, lẫn lộn các màu khác nhau, và có lẫn lộn cuộn to, cuộn nhỏ, cuộn mỏng, cuộn dày khác nhau nhá. Đấy, vì hàng bên em sẽ là hàng bán xô. Đấy, bán xô hàng này nó lựa nó mất thời gian, nó cũng có thông cảm. Đấy, thì bên em sẽ bán sẽ là 1 kg sẽ là 80k, 1 kg 80k. Các bác có thể lấy nửa ký cũng được, tùy nhu cầu nhé, lấy nửa ký cũng được. Còn bên em bán 1 kg sẽ là 80k. Các bác mua lẻ một cuộn sẽ là 10k nhé, một cuộn sẽ là 10k. Ví dụ các bác là bảo là cho tôi một cuộn, tôi lấy một cuộn băng keo thôi, tôi dùng ít, tôi lấy một cuộn thôi, thì bên em sẽ tính giá là 10k. Đấy, tính giá 10k. Còn nếu mà các bác lấy cả kg thì giá nó sẽ là 80k. Đấy, lấy cả kg lẫn lộn bốc xô thì sẽ là 80k nhé. Riêng hàng này thì siêu dính siêu dai, và các bác nhìn này, cái lọ của nó này, lõi của nó cực kỳ mỏng luôn. Đấy, nên là các bác dùng rất là tiết kiệm và kinh tế nhá. Đấy, cô đèn học chống cận. Đấy, hàng này hiệu Asaki. Con này thì đầy đủ thông tin đây luôn nhá. 3 màu ánh sáng này, trắng, vàng và trung tính. Hàng sẽ điều chỉnh sáng tối này, sạc tích điện này, cảm ứng bật tắt này, tích hợp hộp đựng bút nhá, đầy đủ đây. Một sản phẩm đèn cực kỳ chất lượng luôn. Con này nó sử dụng dòng chip LED siêu sáng, pin là pin Li-ion pin 18650 ấy. Đó, và hàng sẽ là hàng mới in hộp như này. Đó, hàng mới in hộp luôn, hàng rất đẹp xịn sò. Con này nói chung là rất chất lượng, bán rất nhiều rồi. Nó là dòng đèn học chống cận nhá. Đấy, đèn học để bàn chống cận. Đây. Con sản phẩm rất chất lượng nha. Đó, ở đây sẽ có một cái lỗ để các bác đựng bút này. Đấy. Đựng bút, và đây là con đèn chính nha. Các bác có thể mở ra như này. Đây để em quay rộng ra cho các bác xem. Đó, các bác có thể mở ra. Đấy nha, hoặc các bác có thể là xoay. Rất là tiện nhá. Con này nó sẽ sử dụng pin. Đấy, sử dụng pin. Nên khi mà trong những cái trường hợp mà mất điện là các bác vẫn có thể dùng được. Đấy, rồi là nó là hàng không dây. Ví dụ như là các bác có thể mang đi di động, mang đi ví dụ mang đi những cái chỗ nào mà các bác cần ánh sáng ra, mang đi công tác, học tập các thứ ra, di chuyển cần di chuyển nhiều thì các bác sử dụng con này, con đèn nha, rất tiện dụng luôn. Con này thì đây, đây là cái phần chân sạc này. Đấy, DC 5V này. Đó thì về các bác cắm trực tiếp cái đây vào để các bác sạc pin cho nó nhá. Cắm trực tiếp vào củ sạc điện thoại nhà mình và các bác cắm vào đây. Đấy, thì đây hàng này nó chỉ có kèm dây không có củ nhá. Đó. Và đây là cái phần bật tắt này, phần này là công tắc bật tắt này. Đấy, lưu ý các bác là các bác phải bật lên và các bác bấm vào đây thì đèn nó mới lên nhá, còn các bác không bật cái đấy nó không nó lên đâu. Đấy, đây đó, có các chế độ màu luôn. Đấy, các chế độ màu. Đấy, đèn sáng này, đó, các chế độ màu cơ bản nhá, đèn trắng này. Đấy, đèn vàng này, đèn hỗn hợp này. Hỗn hợp nó tức là hỗn hợp nghĩa là nó có cả trắng và vàng. Đấy, tùy nhu cầu dụng nhá, đèn cực kỳ sáng luôn. Đây, đấy, chỉ bằng một cái thao tác là các bác bấm nút đây này. Đấy, một cái thao tác là cảm ứng bấm nút này, rất tiện dụng nhá. Đó, vàng này, trắng này, hỗn hợp vàng trắng này. Đấy, rất tiện dụng nhá. Hàng của Asaka công suất sẽ là 20W nhá, công suất 20W, cực kỳ sáng luôn. Đó,
chuyên dùng cho bác học tập làm việc, rất là tiện dụng nhá, di động di chuyển mang đi mọi lúc mọi nơi và chắc chắn xịn sò. Một con đèn học rất là hay luôn, giá thì gửi bác một cái giá cực kỳ là tốt luôn. Các bác lên mã cho em sản phẩm là đèn học chống cận đó, đèn học chống cận này, đèn học chống cận này, ba màu ánh sáng trắng vàng trung tính nhá, điều chỉnh sáng tối, sạc tích điện, cảm ứng bật tắt và tích hợp Bluetooth. Con này thì bữa trước bên em đang bán giá 250k, hôm nay thì bên em giảm giá xả kho luôn về một cái lô mới, giảm giá chia nó bác nhá, giá chỉ còn là đi 190k một con nhá. Đấy, 190.000 cho một con đèn học chống cận nhá, 190.000 một con đèn học chống cận đúng không nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên em về một cái lô sản phẩm rất hay, đó là cái con gắp kẹp này, kẹp gắp này. Đấy, chuyên bác dùng trong nấu ăn, nấu nướng dùng rất hay. Giá thì cũng rất là rẻ thôi, giá chỉ có 30.000 một chiếc nhá, inox 304 luôn. Đấy, thì ví dụ như là các bác có thể là dán quay thịt rồi, các bác cầm những cái đũa các thứ rất là khó gắp thì các bác sử dụng con này cho em, rất là dễ dàng gắp thôi. Đấy, ví dụ đây, đây là một cái miếng thịt chẳng hạn này, đây đây miếng kia, miếng thịt to chẳng hạn này, đấy một cái miếng thịt to như này. Đấy, ví dụ mà rất là nóng thì các bác cầm cái đũa rất là khó lật thì các bác có thể dùng cái này, các bác kẹp này, các bác lật lại này, đấy rất là dễ dàng nhá. Đấy, các bác có thể lật rồi các bác kẹp đồ ăn đồ ướp các kiểu ra, nó dùng rất là tiện nhá. Inox 304 đấy, và nó kẹp hai mặt này, các bác kẹp nó rất là khỏe mà rất là dễ kẹp luôn. Đó đây, ví dụ như là một cái miếng thịt bò to này, các bác đang làm bít tết này này, các bác lật lại này, đó lật lại nhá, rất là tiện dụng và dễ dàng, dùng trong việc rán nấu chiên xào rồi các bác nấu nướng các kiểu luôn, nó đa chức năng trong nhà bếp như mình nhá. Các bác lên mã cho em là cái con sản phẩm là cái kẹp gấp nhá, cái kẹp gấp inox 304, giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc nhá. Đấy, 30.000 một chiếc này. Đấy, kẹp gấp rất là hay nhá. Đó thì đây, nó sẽ như này, thao tác rất dễ các bác kẹp này. Đấy, các bác lật lại, lật đi lật lại thế là xong. 30.000 một chiếc kẹp gấp này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục lại về cái lô đó là cái bộ vít V15 nhá, cái bộ vít V15. Hàng rất chất lượng luôn. Con này thì sẽ gồm có là một cái thân vít và 14 đầu vít thì bên em gọi là vít V15. Đấy, hàng của Japan tai luôn này, rất chất lượng. Con này thì là dạng vít đa năng nhá, vít nhiều đầu. Đó đây, ở đây thì nó sẽ giấu những cái đầu vít bên trong này. Các bác nhìn này, bên trong là hết này. Đó, sẽ gồm có các đầu vít dẹt tròn ba ke rồi là cả hoa thị, hoa khế các kiểu luôn nhá. Đó, đầy đủ luôn. Cực kỳ là ngon lành xịn sò này, giấu trong những cái đầu này. Còn đây là phần đầu này. Phần đầu vít thì các bác có thể là gập này. Đấy, gập 90 độ này, gập chéo góc 45 độ này, thẳng này. Đó, rất đa dị năng nhá, gập bên trái bên phải cho em luôn. Ngoài ra đây có là xoay đảo chiều xoáy nhanh. Đấy, xoay đảo chiều xoáy nhanh nhá. Khi mà các bác gập các bác ấn nút cho em, ấn nút này này, ấn nút này. Đấy, để các bác gập vào. Ấn nút để qua gập nhá. Đó, rất là tiện dụng luôn. Đó thì lúc nào dùng thì các bác lấy cái đầu vít ra. Lấy đầu vít ra. Các bác lắp vào là các bác cứ thế các bác dùng thôi. Lắp vào là các bác dùng nó xoáy thôi. Xoáy cực kỳ dễ dàng, rất là ngọt ngào, ngon lành các bác thợ thuyền. Rồi là các bác sử dụng gia đình sửa chữa các thứ ra, dùng rất ok luôn. Đó. Giá của nó thì cực kỳ ưu đãi người bác luôn. Các bác lên mã cho em là bộ vít V15 nhá. V15. Đấy, sẽ gồm có là 14 đầu vít và một cây vít chính thì gọi là vít V15. Giá của nó sẽ là đi 160k nhá, 160k một con vít V15 này có nhá. Các bác lưu ý là bên em hóa đơn trên 200k sẽ được miễn phí ship nhá. Vít V15 giá 160k. Sản phẩm tiếp theo thì bên em lại tiếp tục về cái lô khoan, cái bộ khoan chuyển thành cưa nhá. Đấy, bộ khoan chuyển thành cưa này, đây, bộ khoan chuyển thành cưa, dùng rất xịn sò mà ngon lành luôn. Con này bán rất là nhiều. Cái bộ khoan chuyển thành cưa này thì hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp như này. Về bác nào mà có máy khoan ấy là các bác sử dụng là ngon lành luôn. Một bộ này thì sẽ gồm có là một cái bộ như này, một tay cầm này. Đấy, thì về các bác xoáy vào để khi các bác cưa kiếc là có cái tay cầm nó đỡ trợ lực cho, để các bác dễ dàng sử dụng này. Đi kèm sẽ có là ba cái lưỡi cưa luôn nhá, ba lưỡi cưa luôn. Con này các bác cưa gỗ, cưa kiếc các kiểu là nhựa nhũng là sắt thép ngon lành luôn, dùng rất hay nhá. Nó là như kiểu là nếu mà các bác lắp vào cái máy khoan này đúng như kiểu là cái cưa lọng thôi nhá, nó hay gọi là như kiểu là cái cưa lọng, nhưng mà bên em thì cứ hay gọi là cái bộ chuyển khoan thành cưa. Đây thì về các bác ấn này cho em này, đấy, xoáy cái lẫy ra, xoáy cái lẫy ra này, đó, xoáy cái lẫy ra nhá. Đây này, các bác ủy cho em cái lẫy ra, đút lưỡi cưa này vào, đấy, là sẽ vào lẫy này, đó, đút vào nhá, các bác đút vào, đấy, cứ để không là tự động nó vào lẫy này. Khi mà các bác lắp vào cái khoan này, lắp vào cái đầu khoan thì đây, các bác nhìn em quay này, đấy, nó sẽ bắt đầu nó sẽ đi lưỡi cưa nhá. Đấy, có thấy không, nó đi lưỡi cưa này, đó, nó đi lưỡi cưa. Đấy, thì nó sẽ chuyển động, tạo ra một cái chuyển động rung đấy, để khi mà các bác cưa nó rất là dễ luôn. Đây, cái phần bàn này, các bác cưa, các bác đi. Đấy, nó như kiểu là, con này thiết kế như kiểu là nó dạng cái cưa lọng đó nhá. Đó, dùng rất dễ thôi. Giờ nhà mà nào có máy khoan là các bác lắp vào là các bác sử dụng luôn, không cần phải kỳ công cái thứ gì, vì nó là cái bộ chuyển đổi mà, chuyển đổi khoan thành cưa nhá. Báo giá luôn, các bác lên mã cho em là cái bộ chuyển đổi khoan thành cưa. Bộ chuyển này, bộ chuyển khoan thành cưa này, khoan thành cưa.
Đấy, giá của nó sẽ là 140.000 bộ nhá, 140k trong bộ chuyển đổi khoan hành cưa này. Đây em sẽ cho bác xem một video thực tế về con sản phẩm này. Đây các bác cùng xem này. Máy khoan cầm tay trả nhé, chỉ công việc ăn và bác tháo vít thôi ạ. Như thế quá cơ bản. Đây em xin giới thiệu cho các bác bộ chuyển máy khoan thành máy cưa cắt gỗ kim loại, biến em nó đa di năng thành một máy cưa lọng cưa điện cầm tay chuyên dụng. Các bác lắp vào máy khoan dễ dàng nhanh chóng, phù hợp với tất cả loại máy khoan trên thị trường. Đi kèm theo máy ba lưỡi cưa, tùy nhu cầu sử dụng các bác lắp lưỡi thích hợp, công việc cắt rẻ gỗ cực sướng luôn ạ. Tiết kiệm tiền đỡ phải sắm thêm. Đấy có thấy không, cắt rất ngọt nhá. Đấy có thấy không, cắt cực kỳ ngọt này. Đó các bác có thể là uốn lượn theo cái đường của mình luôn, rất tiện nhá. Nó nhiều một cái cưa lọng á. Rất là tiện dụng cho một con sản phẩm này mà rất là dễ dàng lắp đặt và sử dụng. Giá thì cũng là siêu tốt của bác luôn, 140.000 một cái bộ chuyển đổi khoan hành cưa nhá. Đấy 140.000 bộ nha. Hàng đầy đủ phụ kiện đi kèm, hàng nguyên hộp luôn. Sản phẩm tiếp theo thì bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là cái bộ khay nóc 5 khay. Đấy bộ khay nóc 5 khay. Đây sẽ gồm có cho bác là 5 khay nha. 5 khay này 1 2 3 4 5 này. Đấy 5 khay. Kích thước thì sẽ có ở đây tất luôn. 10 này. 10, 12, 14, 16 và 18cm. Đấy, kích thước thì có đầy đủ trên hộp luôn. Một cái bộ khay inox bên em bán rất là nhiều nhá. Các bác lên mã cho là cái bộ khay inox này. Khay inox, khay inox, khay inox 5 tầng. Đấy, khay inox 5 tầng, giá của nó sẽ là đi 70.000 bộ nhá. 70k bộ khay inox 5 tầng này. Bác nào mà hay đi làm xa nhà hoặc là bác nào hay đi làm công trình văn phòng, đấy dùng cái con này cho em rất là hay. Đấy hoặc là các bác dùng ở nhà cũng được, nhà đông người thì dùng cái con này được, rất là hay nhá. Nó là dạng hàng inox, rơi vỡ thoải rơi chiếc thoải mái không lo vỡ viết vào các thứ rồi. Đấy mà dùng thì rất là tiện. Đấy, đây. Hàng nó sẽ có là 5 khay này các nhá. Đấy 50 khay này. Đấy 50 khay. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này, 5 này. Đấy mỗi khay to nhất nhá. Khay to nhất sẽ là 18, 16, 14, 12, 10. Đó. Đi kèm thì từng khay một sẽ có từng nắp luôn nhá. Đấy. Khay nào cũng có nắp luôn. Đây ví dụ như khay này có nắp luôn này. Đấy để qua khi bác dùng xong bác có thể đậy điện vào cho nó kín đáo ngon này. Đấy bảo vệ thức ăn các thứ ra. Đó rất là tiện dụng cho một cái bộ khay inox 5 khay này nhá. Đấy 5 khay mà giá thì siêu tốt của bác luôn. Giá chỉ có 70.000 cho bộ khay inox 5 khay thôi nhá. Đấy 70.000 một bộ khay inox 5 khay nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô khò ga của Kabushi. Cái này thì nó là dòng khò ga cao cấp rồi, bán cực kỳ nhiều luôn và dùng rất ok nhá. Dùng rất ok và rất là bền. Còn một con sản phẩm kho ga của Kabushi Japan này. Đấy hàng rất chất lượng. Con này thì sẽ là đánh lửa tự động này. Điều chỉnh ga to nhỏ ở đây cũng nhá. Điều chỉnh ga to nhỏ và ngoài ra có thể chỉnh gió ở đây. Đó, bình ga này thì chuyên cho bác lắp bình ga mini nhá. Đấy chuyên các bác đi lắp bình ga mini. Phần lõi này của nó sẽ là dạng lõi đồng nhá. Mọi nhìn này, lõi đồng luôn, cực kỳ bền bỉ và ngon lành. Đấy lõi rất đồng và rất là to luôn. Đấy rất là chắc chắn. Cầm một cái con kho ga nói chung là đẳng cấp luôn nhá. Cầm cực kỳ chắc chắn luôn. Hàng của Kabushi Japan. Đấy Kabushi Japan. Hàng mới nguyên vỉ nguyên hộp này luôn. Đấy, hàng mới nguyên vỉ nguyên hộp luôn. Báo giá luôn nhá. Các bác lên mã cho em sản phẩm là kho ga K1. Đấy, kho ga K1 này. Kho ga K1. Kho ga K1, giá của nó sẽ là 170.000 con nhá. 170k cho kho ga K1 này. Dòng này của nó thì là dòng phân khúc cao cấp rồi các bác nhá. Nên là các bác yên tâm là về chất lượng, đảm bảo bác luôn, bảo hành bác luôn nhá. Vì riêng về dòng này, quá chất lượng và xịn sò. Bên em bán cực kỳ nhiều và dùng rất ok nhá. Đấy. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô đèn sách tay nhá. Đấy tiếp tục về cái lô đèn sách tay. Con này thì bên em gọi là đèn sách tay vì nó là nó có một cái tay sách đây thì gọi luôn là đèn sách tay cho nó dễ nhá. Đấy lô đèn sách tay con này nó là đèn pin nhưng mà đèn pin rất là đa năng luôn. Đèn pin thì các bác có thể là ánh sáng rộng này, ánh sáng bên hông, ánh sáng ở đằng này cảnh báo này, rồi ánh sáng soi xa soi gần đầy đủ hết luôn. Đó đây. Ở đây thì sẽ có là cái phần để các bác sạc pin này, đấy, sạc pin trực tiếp bằng điện. Điện cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Ngoài ra thì nó có một cái cổng USB để khi mà điện thoại có hết pin các bác lại cắm để câu cái sạc vào sạc trên điện thoại. Đấy, trong những trường hợp mà khẩn cấp ấy thì các bác cần thì các bác có thể cắm ở đây. Ngoài ra thì con này nó sẽ sử dụng là một cái tấm pin năng lượng mặt trời để khi nào mà các bác có thể đi rừng đi giết các thứ rồi các bác không sạc được bằng điện thì các bác mang ra qua phơi nắng để sạc bằng năng lượng mặt trời nhá. Đấy tích hợp cả tấm năng lượng mặt trời đây luôn. Đó, còn các chế độ đèn thì đây có sáng bên hông nhá, sáng bên hông. Đấy, cực kỳ sáng luôn, ánh sáng cực kỳ sáng ở đây các bác nhìn này. Đó, sáng nháy luôn nhá. Sáng bên cạnh này, cái này là soi xa nhá, chế độ này chế độ soi xa. Đấy, chế độ soi xa này có ở đây luôn này, cực kỳ sáng luôn nhá. Đấy, còn chế độ bên hông này, đấy chế độ bên hông. Các bác dụ như là nhà mất điện, ăn cơm, đấy thì có thể là dựng lên như này. Dựng lên như này để soi sáng cho cả nhà này, đấy ngồi ăn cơm thứ ra. Đấy, còn ngoài ra thì đây, các bác bấm phát nữa cho em này. Đấy, bấm phát nữa này. Đấy, nó có nháy cảnh báo luôn nhá. Nháy cảnh báo trong trường hợp mà các bác cần cảnh báo thì các bác bật chế độ lên. Đấy, ví dụ như là
có vấn đề gì các bác nháy lên để cảnh báo này. Đó, rất là tiện dụng luôn nhé. Khi mà các bác quạt đèn lên thì ở đây nó sẽ báo cái phần vạch pin để các bác chủ động sạc pin cho nó nhé. Chủ động sạc pin nó, đi kèm thì bên em sẽ có kèm luôn cả dây sạc luôn nhá. Đấy, có kèm luôn cả dây sạc. Thì về các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác sạc nó luôn. Đấy, cắm vào đây. Bác cắm vào đây này. Cắm vào đây này. Đấy là các bác sạc cho điện thoại này. Còn nếu mà các bác muốn sạc điện thoại thì các bác lại cắm vào đây. Cắm vào đây để các bác lại sạc ngược lại điện thoại. Đấy, vừa có sạc lại vừa có sạc dự phòng sạc điện thoại luôn. Tay sách cầm rất tiện luôn. Con này nó rất là nhỏ gọn, nó chỉ bằng một cái to một cái bàn tay em tí thôi. Đấy, rất nhỏ gọn và rất là nhẹ nhàng, sách đi sách lại rất tiện dụng luôn. Và giá thì cũng rất là bình dân thôi. Các bác lên mã cho em sản phẩm là đèn pin sách tay nhá. Đèn pin sách tay đa chức năng nha. Đấy, đa chức năng. Đèn sách tay này, đó đèn sách tay. Giá của nó sẽ là đi 130k một con nhá. 130.000 cho một con đèn sách tay này các nhá. 130.000 con. Đây, giờ em sẽ test cho bác xem thực tế về cái độ sáng của cái con đèn này. Con đèn sách tay bên em đang bán này các nhá. Đó, đây test thực tế độ sáng này nhá. Đó. Đây nhá các ơi. Tối om nhá, để bật đèn này. Đó, thấy không? Đèn sáng nhá, đây là cái này là cái sáng bên cạnh này. Đấy, sáng bên hông thôi nhá, sáng bên hông. Đấy, sáng vừa này. Đấy, sáng đằng trước này. Cái này là cái đèn chế độ soi xa nhá. Các bạn nhìn này, chế độ soi xa. Rất sáng luôn nhá mọi người, sáng trắng luôn này. Dã man luôn. Đấy. Con này khoảng tầm 200m thoải mái luôn. Rất sáng luôn nhá. Đó. Đấy, chế độ bên hông này. Đó, cực kỳ đa năng luôn. Này. Sáng nháy cảnh báo các bạn nhá. Đó, nó còn một cái bên hông nữa này. Đấy, cái bên hông này cũng sáng này. Đó, bên hông này cũng ok luôn này. Đó, các bác có thể này, để đứng như này. Đó, để đứng như này. Đấy, ví dụ như nhà mình mất điện các bác ngồi ăn cơm. Đó, hoặc là các bác treo lên. Đó, hoặc là để bên hông như này được này. Đấy, để bên hông như này này. Đó, rất là hay nhá. Đó, rồi đây. Để đứng như này. Đó, để đứng như các bác, để soi này. Đó, chế độ này thì cực kỳ sáng luôn các nhá. Một chiếc đèn rất là nhỏ nhắn ngon này nhưng mà cực kỳ sáng luôn. Đó, test thực tế đấy các nhá. Rất là ngon luôn. Sản phẩm tiếp theo thì bên em lại tiếp tục về cái lô ví hồng nhá. Đấy, cái bộ ví hồng hàng rất đẹp. Đây bộ ví hồng này, bộ ví hồng giá của nó sẽ là 80.000 bộ nhá. Đầy đủ full combo trong bộ này thì sẽ có các chi tiết để các bác có thể bấm móng tay, móng chân này, rồi là zip này, rồi là kẹp kéo các bác cắt móng con biếc này. Rồi bên này có phần rũa mài móng tay, móng chân, rồi là nặn mụn, lấy dây tai, các thứ đầy đủ hết đi nhá. Đây full combo bộ sản phẩm hàng rất đẹp này. Các bác cùng nhìn này, em quay chi tiết này. Rất đẹp luôn nhá, một bộ sản phẩm đựng trong một cái ví hồng rất đẹp nha. Các bác có thể mua về sử dụng hoặc là các ông xã mua về làm quà cho các bà xã. Đấy, hậu mùng 8 tháng 3 nhá, hậu mùng 8 tháng 3. Dùng rất là xịn sò ngon lành luôn, một cái bộ ví hồng. Đấy, một bộ ví hồng. Các bác lên mã cho em sản phẩm là ví hồng. Đó, ví hồng. Giá của nó sẽ là 80.000 bộ nhá, 80k cho một bộ ví hồng nha. Đấy, 80.000 một bộ ví hồng, giá cực kỳ là ưu đãi của bác luôn. Ví hồng 80k, đầy đủ bộ sản phẩm luôn. Đấy, đầy đủ bộ sản phẩm luôn. Bấm móng tay, bấm móng chân các kiểu luôn nhá. Đấy, đây 80.000 bộ được không nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái bộ tỉa lông mũi dành cho các bác mà hay tỉa lông mũi này. Đấy thì dùng con này rất an toàn. Đấy, một con tỉa lông mũi bằng tay. Con này nó chạy bằng cơm nhá. Nói vui hay nói vui là chạy bằng cơm, hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật. Đó, con này thì chất liệu sẽ là inox 304, dùng rất dễ thôi. Các bác cứ cho trực tiếp vào cái phần lỗ mũi này và các bác bấm này. Bấm này. Đấy thì cái phần bánh răng sẽ quay, các bác nhìn không? Đấy, nó sẽ quay và sẽ nghiến đứt cái phần lông mũi bác đi. Cắt cực kỳ ngọt ngào luôn và rất an toàn, hiệu quả. Các bác bây giờ các bác dùng những cái kéo cái thứ rồi các bác chọc vào chẳng may mà nó có chạm vào cái là chẳng may nó xây xước ra thì rất là nguy hiểm, thì các bác dùng con này cho. Rất là tiện dụng luôn, một cái con tỉa lông mũi. Đấy, dùng xong các bác có thể vệ sinh thoải mái đi. Thì nó là dòng inox mà, vệ sinh thoải mái, đựng trong hộp nhôm nha. Rất là tiện dụng, mang đi du lịch chứ biết các thứ cũng rất là tiện. Đó. Giá thì cũng rất là bình dân thôi. Các bác lên mã cho sản phẩm là tỉa lông mũi. Tỉa lông mũi này. Giá của nó sẽ là 80.000 một sản phẩm nhá. 80 các bác là 50k. Nhầm, 50k nhá. 50k cho một cái con tỉa lông mũi này. Đấy, giá chỉ có 50.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm là cái bộ vòi đồng tưới cây. Đấy các nhá, vòi đồng tưới cây. Đấy các bác hay tưới cây tưới vườn thì dùng con sản phẩm này cho em, dùng rất hay luôn. Nó là dạng đồng nguyên khối nhá. Dùng rất là bền. Đây. Một con vòi đồng này. Đấy, về các bác lắp vào trực tiếp vào cái phần vòi nước nhà mình xong là các bác sử dụng thôi. Ở con này thì nó sẽ có tích hợp cái phần đầu này để bác chỉnh nha. Đấy, phần đầu là bác chỉnh, ví dụ các bác muốn phun xa, phun gần, phun xương, phun nhẹ, phun mạnh các bác chỉnh ở đây cho. Đấy, các bác xoáy cái phần vòng cho em này. Đấy, các bác xoáy cái phần vòng này. Đấy là cái phần vòi đồng nó sẽ chỉnh các chế độ ở đây. Còn đi kèm thì bên em sẽ có kèm luôn
là cái một cái siết này, một cái đai siết này, để khi mà các bác sử dụng là về là có cái đai siết này vào là các bác lắp vào ống nước như mình cho các bác siết vào là xong. Giá thì cũng rất là tốt của bác thôi. Các lên mã cho em sản phẩm là vòi đồng tưới cây. Một cái con vòi đồng tưới cây như này, giá của nó sẽ là 40.000 một con nhá, đồng nguyên khối luôn nhá, cực kỳ bền bỉ. Đấy, 40k cho con vòi đồng tưới cây này, 40.000 một con. Sản phẩm tiếp theo thì bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là cái lọc rác thông minh nhá. Lọc rác thông minh này, dùng rất hay cái con lọc rác thông minh này. Đó. Giá thì cũng rất là bình dân luôn. Giá thì bên em gửi bác một cái giá sẽ là 30.000. Con này thì nó là cái lòng lọc rác thông minh, kích cỡ thì nó là cái kích cỡ phổ thông rồi. Các bác những cái con lọc rác mà truyền thống ấy thì nó nhiều khi nó các bác xả nước xuống nó chảy rất là chậm. Đấy thì các bác có thể thay thế con sản phẩm này. Đấy, nó là dòng sản phẩm đời mới, dòng sản phẩm thông minh nhá. Dùng cực kỳ thích luôn. Đấy và rất là cứng cáp, dày dẫn inox 704 luôn nhá. Inox 704. Các bác lên mã cho sản phẩm là lọc rác. Đấy, lọc rác thông minh. Lọc rác này, đấy, lọc rác thông minh. Giá của nó sẽ là 30k một chiếc nhá, 30.000 một chiếc lọc rác này. Đấy, giá chỉ có 30.000 chiếc thôi, dùng rất hay. Đấy, khi nào bác lấy rác thì bác cầm cái bác lôi lên. Đấy, còn lúc nào mà đổ rác bác tụt này xuống này, bác này các bác đổ này, rất là tiện dụng luôn. Đó, một con sản phẩm dùng rất hay. Con này thì về các bác yên tâm là lắp vào những cái phần mà cái phần chậu rửa bát truyền thống, cái chậu rửa bát bây giờ là kích cỡ là nó là kích cỡ phổ thông rồi. Nên là yên tâm là vừa hết nhá, nhá. Hầu như là vừa hết luôn, không có bị hẫng hay nhào cả. Vừa hết luôn, ngon lành luôn nhá. Đấy, về lắp và vừa ngon lành luôn. Giá thì chỉ có 30.000 một chiếc thôi. Đây các bác cùng xem thực tế video này. Đó, đây. Đó, những cái con lọc rác thường này, các bác dùng nhiều ly nó chảy nước nó rất là chậm. Đấy, những con này chảy nước cực kỳ ngon luôn. Đó, và khi mà các bác vệ sinh đổ rác các thứ nó rất là tiện. Đấy, nó có tay cầm các bác rút lên cái này. Đấy, các bác cầm các bác rút lên cái này. Đấy, rút lên cái này nhưng luôn. Rất là tiện dụng nhá. Đó. Giá thì chỉ có 30.000 thôi, các bác cầm cái rút đây này, rút là nhân lên cái là ngon lành luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô mài ba khe, mài dao ba khe nhá không nhá. Mài dao ba khe, báo giá luôn bác sẽ là 60.000 một chiếc nhá. Các bác lên mã cho em sản phẩm là mài ba khe. Đấy, mài ba khe. Giá của nó sẽ là 60k. Con này thì dùng rất là ngon luôn. Đấy, dùng mài cực kỳ nhanh sắc luôn nhá và rất là tiện. Đấy, các bác không phải lô đá trước là nó lằng nhằng thì mà cứ lô con này ra là các bác tuốt chèm vài đường cái là dao sắc ngon này luôn. Đấy, ở đây sẽ có là 1, 2, 3, các bác cứ mài từ 1 sang 2 sang 3, mài lần lượt cho em. Đó, tay cầm thì bằng nhựa. Đấy, rất chắc chắn luôn. Phần mài nó là dạng phủ một cái lớp chám một cái lớp bạc các bác nhá. Chám một cái lớp bạc nên là khi bác mài nó rất là nhanh sắc luôn nhá. Đấy, dùng rất là ngọt ngào luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 60.000 một chiếc nhá. 60.000 một chiếc mài ba khe này. Tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái lô xăm thịt này. Đấy, cái con xăm thịt, bác nào mà hay nướng thịt hoặc là chiên thịt, rán thịt hoặc là muốn bì nó nổ ấy thì các bác dùng con này cho em. Đấy, một con xăm thịt nhá, dùng rất là hay. Đây em sẽ xăm thử bác xem này. Đó, xăm thử bác xem nhá. Đấy, con này thì rất là dễ dùng thôi. Về là các bác có miếng thịt là các bác cứ giải ra thớt cho bàn các thứ là các bác lấy các bác châm. Đấy, châm thì nó sẽ có những cái lỗ này. Đấy, có thấy không? Nó có những cái lỗ này để các bác ướp thịt ướp thà các thứ ra là nó sẽ ngấm vào rất là ngon luôn. Rồi ngoài ra thì ví dụ như là các bác muốn cái bì ấy, bì lợn nó nổ ấy, thì các bác lấy cái này các bác châm. Đấy, châm vào để khi mà các bác dán lên cái bì lợn các thứ là nó nổ ra rất ngon nhá, rất ngon luôn. Mà xăm rất là dễ thôi, chỉ cần cầm này các bác xăm thôi. Đấy, mà giá rất là hợp lý. Các bác lên mã cho em là cái sản phẩm là cái cây xăm thịt này, cây xăm thịt như này. Giá của nó sẽ là 40.000 cây nhá, các bác nhá. 40k, các bác lên mã cho em là cây xăm thịt. Xăm thịt này. Giá sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 một chiếc xăm thịt này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái bộ nạo 3 món nhá. Bộ nạo đa năng, bộ nạo 3 món. Bộ này thì 3 trong 1 luôn. Cực kỳ là hay. Dùng chất lượng inox 704. Bộ này sẽ gồm có là một chiếc nạo thường này, một chiếc nạo thường. Đó, chiếc nạo thường. Cầm rất là bác nào mà thích kiểu theo cái kiểu chiều này thì các bác dùng kiểu này. Nạo thường này. Và một chiếc nạo đa năng này. Bên này sẽ là nạo thường, bên này là nạo sợi này. Đấy, nạo đa năng, nạo sợi nhá. Còn bên này thì là một cái con dao. Con dao này thì dùng rất tiện dụng luôn, ngoáy gọt các kiểu tiểu hoa quả. Rồi là ngoài ra nó có một cái zip này. Đấy, khi mà các bác sử dụng ví dụ như là vặt lông gà lông vịt này, các bác rổ này, rồi là phần dao này, ví dụ các bác có làm lòng gà lòng vịt, con này nó rất là nhỏ gọn, dùng rất là ok luôn. Đấy, giá thì gửi bác một cái giá cực kỳ tốt. Các bác lên mã cho em sản phẩm là bộ nạo 3 món nhá. Đấy, bộ nạo 3 món, giá của nó sẽ là đi 40.000 một bộ nhá. 40.000 bộ nạo 3 món nhá, nạo 3 món này.
giá sẽ là 40k bộ nha. Đấy, 40k bộ độ nạ 3 món nhá, đầy đủ các bộ sản phẩm luôn. Sản phẩm tiếp theo thì bên shop tiếp tục lại về cái lô miếng dán ngải cứu nhá. Báo giá bác luôn sẽ là 30k một hộp. 30k một hộp sẽ gồm có là 12 miếng. 12 miếng ngải cứu nha. Nó gọi là miếng dán ngải cứu nhá. Các bác nào mà đau cổ vai gáy này, đấy, đau người ngọm, đau xương xa các thứ giờ thì mua này về dán đi em. Đấy, nó như kiểu là dạng cái miếng dán xong bát nhưng mà nó là dạng ngải cứu, dán cực kỳ nhạy luôn. Đấy, đau xương xa dán em rất tốt luôn nhá. Đây, một gói một hộp như này sẽ gồm có là 12 miếng này. Đấy thì bác có thể là mua về dán trải nghiệm thử, thấy tốt thì bác có thể mua tiếp. Đó, 30k một hộp miếng dán ngải cứu đâu nhá. Đó, hàng rất là hay. Đây, một miếng nó sẽ như này. Đấy, mùi cao ngải cứu rất thơm luôn nhá. Các bác cứ mở ra các bác ngửi cái mùi này mà các bác ngửi là cảm thấy nhẹ người rồi. Đây, nó màu xanh của ngải cứu này. Thì về các bác bóc con xem. Bóc ra. Đấy. Bóc ra các bác dán trực tiếp vào cái chỗ nào các bác đau. Chỗ nào đau là các bác dán vào xem. Cứ chỗ nào đau là dán vào. Đấy, chỗ nào đau là dán vào nhá. Đấy, dán vào đánh tan cơn đau luôn. Và dùng rất là hay. À, một hộp miếng dán ngải cứu 12 miếng này. Đấy, 12 miếng như này. Giá sẽ là 30k một hộp nhá. Các bác lên mã cho em mà cái bộ miếng dán ngải cứu đau xương khớp. Đấy, đau xương khớp, đau người ngậm các thứ ra. Đấy, để các bác dán. Đây. Dán cổ vai gáy các chỗ 30k một hộp 12 miếng. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là cái thắt lưng vải dù của Mỹ này. Đấy, con này thì quá hot hit rồi. Bên em bán cực kỳ nhiều. Đấy, bán số lượng về nó là dã man luôn nhá. Dòng sản phẩm cực kỳ chất lượng. Con này thì 100% của nó là dạng vải dù hàng của quân đội Mỹ nhá, rất chất lượng, cực kỳ bền bỉ và ngon lành luôn. Đây phần mặt của nó đây các bác nhá. Phần mặt này. Mặt dép nhá. Đây mặt thương hiệu dép này. Đó, Singer 1961 này. Đấy, mặt rất đẹp nhá, mặt cực kỳ đẹp luôn. Đó, rồi đây là phần dây này, rất chất lượng luôn. Phần đầu dây này thì sẽ có bọc một lớp da nha để khi mà bác sử dụng là nó không bị tè đầu có thứ gì ra. Phát lên từ từ nó. Đây. Các bác kéo thu vào này. Đó. Rất chặt chẽ ngon này, con này cài rất dễ luôn các bác, ấn lên cho em. Ấn lên. Đấy các bác cứ giật thoải mái nhá. Giật thoải mái luôn, cực kỳ bền bỉ ngon này. Đấy, con này thì nói chung là các bác cực kỳ dùng thì rất là dã chiến. Bác nào mà thích sự ngầu ngã quân đội thì có thể lựa chọn con sản phẩm này. Cực kỳ chất lượng và giá thì cũng rất là hạt rẻ thôi. Các bác lên mã xem là sản phẩm là thắt lưng dù. Đấy, thắt lưng dù nhá. Thắt lưng dù quân đội. Thắt lưng dù này. Quân đội này. Giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 cho chiếc thắt lưng dù quân đội này. Đấy, giá chỉ có 80.000 một chiếc thôi. Các bác lấy 2 chiếc trở lên. 2 chiếc trở lên bên em bao ship nhá. 2 chiếc bao ship. 2 chiếc sẽ được bao ship nhá. 2 chiếc bao ship. Còn lấy 1 chiếc giá còn lẻ nó sẽ là 80.000. 2 chiếc thì sẽ được bao ship nhá. Giá cực kỳ tốt của bác luôn. Con này như là cái đợt trong năm bên em đang bán giá như của nó là 120 sao ấy. Đấy, nhưng mà đợt này nó về cái lô mới giá tốt, hàng rất đẹp. Các bác nhìn phần mặt nó này. Không gì phải chê cả con này cả. Đây cái phần lưỡi cài nó rất là dễ cài thôi. Đấy, tháo mở rất là nhanh. Đấy, chỉ còn thao tác là các bác kéo ra rút vào và ấn cái nắp này cho em. Là chặt khư luôn nhá, chặt khư luôn. Đó, dây này. Các bác nhìn này, dây này, rất là dài. Đấy, dây rất là dài và rất là dày dặn chắc chắn nhá. 100% nó bện chất vải dù luôn. Đấy, hình dàn gì rất đẹp luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ nhá. 80.000 một chiếc nhá. Lấy 2 chiếc sẽ được bao ship nhá. Rồi, tiếp theo thì bên em lại tiếp tục về cái lô đó là cái sản phẩm là cái mũ quân đội này, mũ dàn gì này. Mũ quân đội, mũ dàn gì. Đấy, con này cũng nhiều bác hỏi lắm này. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Con sản phẩm hàng rất đẹp luôn. Các bác nhìn này. Lên form xem thì rất là đẹp. Các bác có thể là kết hợp cùng với lại cái dòng sản phẩm thắt lưng quân đội nữa. Đấy, có thể kết hợp hai món này cùng với nhau để tạo một cái combo rất là ngầu ngã quân đội này, nhìn rất là khỏe luôn nhá. Đó đây, một con sản phẩm rất đẹp luôn. Đấy, hàng thương hiệu Airfop này. Đấy, mũ thì 100% là cốt tông, độ cực kỳ thoáng mát nha các bác nhá. Đấy, USA Army này. Con này đây, cái phần này thì các bác có thể là tùy chỉnh theo cái phần khóa đầu của bác. Các bác tùy chỉnh to nhỏ theo cái phần khóa đầu đây. Đấy, tùy chỉnh ở đây. Rất là dễ dàng tùy chỉnh nhá. Đó, cực kỳ ngon xịn sò đây, phần vành mũ trong này. Cực kỳ ngon luôn, chất lượng nhá. Đó, Airfop này. Con mũ này thì bên em cũng bán đồng giá luôn, sẽ là 80k nhá. Đấy, các bác lên mã xem sản phẩm là mũ dàn gì. Đấy, mũ dàn gì. Giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. Mũ dàn gì này. Mũ dàn gì. Giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên em sẽ bán theo combo. Đấy, combo. Combo các bác nhá. Nếu mà các bác cứ lấy 2 chiếc trở lên, 2 chiếc mũ trở lên bên em cũng bao ship, hoặc là 2 chiếc thắt lưng bên em cũng bao ship luôn. Hoặc là các bác lấy theo combo là một thắt lưng một mũ như này thì sẽ là 150k một combo. Đấy, các bác cứ lên mã cho là combo. Combo mũ này cộng với thắt lưng này. Đấy, thắt lưng. Giá của nó sẽ là 150k. Bên em bao ship. Đấy, các bác mua combo thì các bác sẽ lãi
được rất là nhiều, vừa lãi được cả tiền ship, vừa lãi được thêm cả hai sản phẩm kia rẻ thêm được 10.000 nữa. Đấy, giá rất hợp lý. Đây, cả combo này là 150 bao ship này. Đấy, còn mũ dàn di sẽ là 80k và thắt lưng thì sẽ cũng là 80k luôn. Đó, rất là xịn sò quá nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên em mới về được ít cái dòng, đó là cái dòng kéo cành. Đấy, kéo cắt cành nhá. Con này thì các bác cứ lên mã luôn cho em là kéo cành hộp kính nhá. Đấy, kéo cành, kéo kính cũng được, kéo kính cho nó ngắn gọn nhá, kéo kính, kéo cành hộp kính. Giá của nó sẽ là 70k một chiếc nhá. 70k một chiếc, con này đợt trong Tết đang bán giá là đi 101 sao ấy, nhưng mà nó bị chững hàng, không có hàng về. Đấy, đi hôm nay về một cái lô hàng rất là ngon và giá cũng rất là tốt, gửi các bác luôn. Hàng nội địa Nhật nhá, rất là xịn sò. Đó, rất chất lượng luôn. Đây, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp, đây em bóc hộp cho xem. Hàng mới nguyên hộp chưa qua sử dụng. Đó, một con kéo quá đẹp, quá chất lượng này. Đấy. Chất thép thì nó là thép SK5 nhá. Đấy, thép SK5. Cực kỳ là dày dẫn, sắc bén, ngon lành luôn. Đó, và con này nó có mấy rất hay là phần khóa này. Đấy, khóa thì các bác cũng đẩy vào như khóa thường, còn nếu mà các bác muốn mở khóa các bóp vào treo này, bóp này, các bác nhìn cái khóa nó sẽ nhảy này. Đấy, đấy, khóa nó sẽ nhảy và tự động nó sẽ mở ra, tự động nó sẽ há ra. Lò xo đẩy thì rất là êm tay, tay cầm nó tráng một lớp cao su này, các bác bóp thì không bao giờ bấm cành, không bao giờ bị đau tay, rất là êm luôn, rất là ngon lành nhá, chắc chắn. Đó, bóp khóa tự động luôn. Nói chung là người Nhật người thiết kế, những thiết kế rất là thông minh, hàng nội địa Nhật nhá. Đây, có nhìn này, chữ Nhật lòng nó này. Đấy, hàng nội địa Nhật. Giá thì gửi các bác một cái giá siêu tốt rồi. Giá chỉ có 70.000 một cây thôi. Đấy, giá chỉ có 70.000 cho một cái cây kéo cành hộp kính này. Đấy, giá chỉ có 70.000 một cây. Siêu sắc bén, đây em sẽ test thực tế cho bác xem. Về cái dòng sản phẩm cái con kéo kính nha các bác nhá. Đấy, để các bác xem thực tế này. Đấy các bác, nó đang khóa này, các bác bóp này. Đấy, tự động mở nhá, rất là hay. Đấy, con này các bác bấm những cái cành nhỏ thì nói chung là quá là ok rồi. Đấy, đây. Bấm những cành nhỏ này, cực kỳ ngọt ngào luôn nhá. Đó, rất là ngọt luôn. Ngoài ra thì những cái cành to này, cành này rất to này, các bạn nhìn này, em bấm này, ngọt lẻo luôn các bạn nhá. Đây, đường đi rất mịn này. Đấy, cái đường kéo rất mịn nhá. Đấy, đường kéo rất mịn luôn. Đó, đầu mặt này. Đấy, đầu mặt này, bấm phát đi luôn này, rất ngọt luôn nhá. Đấy, đây, cực kỳ sắc bén nhá, bấm ngọt sớt luôn, mặt bằng phẳng luôn này. Đó, rồi là các bác bấm những cành tỉa này. Đó, rất ngon luôn các bạn nhá. Đấy, rất ngọt ngào luôn. Giá thì siêu tốt, các bác mua đâu được một cái con kéo cành mà giá bên em gửi bác một cái giá siêu tốt nha. Giá chỉ có 70.000 một cây thôi các bác nhá. Các bác lên mã cho em là kéo kính hoặc là kéo cành hộp kính. Giá sẽ là 70k một chiếc, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp các bác nhá. Đấy, 70.000 cho một chiếc kéo. Sản phẩm tiếp theo thì bên shop lại tiếp tục về cái lô, đó là cái đèn LED nam châm. Đấy. À, con này nó sử dụng điện 220 nhá. Đấy, sử dụng điện 220. Điện 220 này. Đấy, điện 220V nhá. Đó, vào đây. Con sản phẩm là hàng LED của Juki này. Đấy, hàng con này của nó, hàng của Nhật nhá. Đấy, hàng của Nhật rất chất lượng luôn. Sử dụng điện 220V nên là về các bác sử dụng bình thường cho em. Đây, điện thì sẽ sử dụng là sẽ là điện AC 110 đến 250V, nhưng mà về các bác sử dụng điện 220 cho em thoải mái luôn. Con này nó sẽ tích hợp một cái phần nam châm ở đây. Đấy, một cái phần nam châm ở đây là phần dàn LED của nó này. Dàn LED này thì cực kỳ sáng luôn, dùng rất thích nhá. Cái con này thì các bác có thể bẻ đi bẻ lại này. Đấy, các bác có thể bẻ đi bẻ lại cho em. Dùng rất là tiện dụng, ngon này. Đó, bẻ đi bẻ lại này. Rất ok luôn nhá. Ngoài ra thì nó có thể điều chỉnh cái phần chế độ sáng ít sáng nhiều ở đây. Đây là dây nguồn này. Đó, dây nguồn. Báo giá mắc luôn. Các bác lên mã cho em là cái con LED nam châm. LED nam châm này. Đèn LED nam châm. Đấy, đèn LED nam châm. Giá của nó sẽ là 70k một chiếc nhá. 70k trong chiếc đèn nam châm thôi. Đấy, giá 70k. Hàng thương hiệu Juki của Nhật quá nhá. Đây em sẽ test thực tế bác xem này. Đây các ơi, cái con này thì nếu mà khi mà các bác có thể là sửa chữa, các bác có thể dính lên cái phần kim loại này chẳng hạn này. Đấy, có thấy không? Nó ở đây nó có cái lớp nam châm nhá. Đấy, các bác có thể dính lên mọi chỗ, như kim loại dính cực kỳ chặt nhá. Đó, đây các bác điều chỉnh này. Rất là tiện dụng nhá. Đó, rất hay luôn. Đây một con sản phẩm đèn LED nam châm. Đây em ra đây dính cho bác xem, nhìn nó rõ này. Đó. Đây. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Đấy, cực kỳ hay. Ở đây nó có phần nam châm này, dính này. Đó. Rất tiện dụng nhá. Đấy, cái phần này các bác để xoáy này, để điều chỉnh cái phần sáng tối ở đây. Đấy, còn đây là công tắc nguồn này, công tắc nguồn bật tắt đây cho em. Đây là dây nguồn. Đấy, các bác cắm trực tiếp vào xong. Đây em sẽ test thực tế độ sáng bác xem nhá. Đây cơ, đây em test thực tế bác xem nhá, đang ở trong phòng tối nhá. Đấy, bật đây này. Đấy, bật đây. Nó là dạng ánh sáng vừa này. Đấy các bác, nếu mà các bác muốn sáng, tăng giảm sáng thì các bác tăng giảm vào cái này nhá. Đây con nhìn này. Đấy, xoáy cái vòng xem. Để các bác tăng giảm sáng. Đây này, như kiểu là cái rơ le nhá. Đấy con nhìn này. Nó, có thấy không? Đó, cái rơ le này rất là hay.
Ngoài ra thì cái đây nó tích hợp cả một cái công tắc đây nữa, là các bác có thể bật tắt nguồn đây cho. Và cái phần nam châm là các bác có thể dính lên những cái vật liệu như là kim loại, sắt, thép các thứ gì. Ví dụ như là bác nào mà hay thợ sửa cơ khí rồi là máy may cần những cái đèn để nó sáng để các bác làm những ví dụ như là chi tiết máy hoặc là khâu vá máy may các thứ gì rất là tiện dụng. Đó, rất tiện dụng nhé. Tùy chỉnh theo độ sáng của các bác nhé. Đấy, các bác muốn sáng mạnh các bác xoáy cái vòng cho, sáng ít các bác giảm đi. Tùy nhu cầu nhé. Rất là tiện dụng đây nha. Chỉ bằng thao tác các bác xoáy này, giá thì cũng rất là bình dân thôi, giá chỉ có 70.000 một chiếc thôi nhá. Nhiều bác hỏi cái con kính lúp này nhưng mà không có hàng. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về này. Kính lúp có đèn báo này cô ơi. Đó, rất chất lượng và xịn sò này. Đây, đó. Con sản phẩm rất chất lượng luôn nhá. Đấy, giờ em sẽ đi quay trực tiếp. Hàng kính lúp này thì hàng của nó sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá. Các bác lên mã cho em sản phẩm là kính lúp. Kính lúp. Kính lúp này, giá của nó sẽ là 70k. Cái con kính lúp này thì rất là hay, kính lúp này thì nó sẽ đi kèm luôn cho bác là cả cái đèn trợ sáng luôn. Ngoài ra có một cái kính phụ đi kèm, một kính chính một kính phụ này. Hàng nhìn rất rõ ràng ngon lành luôn nhá. Ở đây, các bác đợi chút em lấy nét bác xem. Đấy coi nhìn này, hàng nhìn rõ một một luôn nhá. Đấy cực kỳ rõ ràng ngon lành luôn. Đấy có thấy không? Đó, ấy có thấy không? À. Cực kỳ là to rõ ràng nhá. Đấy. Cực kỳ to rõ ràng rất là ngon lành, xịn sò. Gửi bác luôn này. Đấy có thấy không? Đây em để rất xa nên em bỏ ra này. Đấy có thấy không? Nhìn rất là khó nhìn nhá. Kính lúp dí vào phát này. Đấy. Cực kỳ rõ ràng luôn. Con này nó có cái đèn trợ sáng rất là hay đây nhá. Thì về các bác tháo cho em cái nắp này ra. Tháo cái nắp ra các bác gài cho em mấy cục pin vào đây. Đấy, hàng này bên em chỉ bán nguyên kính không nhá, không có kèm pin. Các bác lưu ý là không có kèm pin. Về các bác muốn có cái đèn trợ sáng này thì các bác lắp pin vào đây. Và đậy cái nắp này vào, quay lại bật cái công tắc lên thì nó sẽ có đèn trợ sáng ở đây. Đấy thì các bác có thể là soi dời tối các thứ thoải mái cho em luôn. Đó, kính thì soi rất là rõ ràng ngon lành rồi. Đó đây không? Rất là rõ ràng, ngon lành. Mà giá cũng cực kỳ hạt rẻ luôn. Giá chỉ có 70.000 một con kính lúp này thôi coi nhá. Hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là dây sạc đa năng cũng như là ổ điện xanh U3 có tích hợp cổng USB thôi nhá. Đây, một con sản phẩm ổ điện xanh U3 hàng rất chất lượng luôn. Hàng này của nó là hàng xuất Thái luôn nhá. Đấy, hàng Thái xuất luôn. Đấy, rất chất lượng một con ổ điện như này. Đây. Tổng quan đây, rất đẹp luôn nhá cô nhá. Đó. Con này thì sẽ gồm có là 6 ổ cắm nhá, 6 ổ cắm. 3 cổng USB. Đấy, tích hợp sẽ 3 cổng USB. 3 cổng USB để các bác cắm sạc điện thoại các thứ rồi các bác cắm những thiết bị USB. Và ngoài ra thì sẽ có là một đèn báo đây. Và bên trên này là công tắc an toàn. Đấy, dùng các bác bật lên không dùng nó tắt đi, rất an toàn nhá. Chân đồng các thứ này sáng choang luôn này. Đó. Dây nguồn đây cô nhá, dây nguồn này. Đó, dây nguồn. Hàng thì chất liệu là nhựa cao cấp chống cháy, cực kỳ ngon, lành xịn sò. Đấy, giá thì bên em gửi bác một cái giá cực kỳ tốt luôn. Các bác lên mã cho em là ổ điện U3 cũng nhá. Đấy, ổ điện U3 hoặc là ổ xanh được. Nói chung là các bác cứ lên mã cho em là ổ điện xanh U3. Giá thì tại bên em đang gửi bác một cái giá cực kỳ là tốt, 70k một chiếc này các bác nhá. 70k cho chiếc ổ điện U3 này. Đấy, có cả cổng cắm điện, cả cổng USB. Đó, rồi là cả công tắc bật tắt nguồn rất an toàn và tích hợp đèn báo, rất ok nhá. 70k một con ổ điện U3 này. Ngoài ra thì bên em sẽ có bán kèm thêm cho các bác là cái dòng dây sạc đa năng nhá. Đấy, cái dòng sản phẩm dây sạc đa năng. Đây, dòng sản phẩm dây sạc đa năng thì rất là ok rồi, bán cực kỳ nhiều luôn. Đó. Một cái dòng sản phẩm dây sạc đa năng ưng ý nhất từ xưa rồi, bên em bán đây. Dòng này thì của nó thì cái ưu điểm của nó là dòng bọc cáp nhá. Đấy, bọc cáp thì riêng cái dòng bọc cáp này thì siêu bền. Đấy, siêu bền và không bao giờ bị gập gãy nhá. Nó không như những cái dòng kia là các bác dùng rất hay gập gãy, như con này thì các bác nhìn cái phần đầu này. Rồi những cái phần cáp này, đấy, nó làm rất chi tiết tỉ mỉ, rất đẹp luôn. Cổng vào, chân vào sẽ là cổng USB nhá. Đấy, và đầu ra sẽ cho các bác là 3 cổng. Một cổng Type-C, một cổng micro và một cổng Lightning. Đấy, tức là các bác có thể là sạc cho Samsung đời cũ, đời mới và sạc cho cả iPhone này. Đấy, đây là chân iPhone này. Đây là chân Samsung đời mới này. Đây là chân Samsung đời cũ này. Đấy, tích hợp cả 3 cổng luôn. Để các bác cắm đa năng các loại điện thoại nhá. Đấy. Thì đi kèm thì các bác có thể là mua kèm về để các bác cắm cùng luôn với cái ổ này. Đấy, cắm mua cùng về các bác cắm cùng luôn với cái ổ này xem. Đó, đây. Cắm cùng luôn với cái ổ này xem. Đấy, để các bác có thể là vừa cắm điện vào đây và ngoài ra các bác có thể là sạc cho điện thoại các thứ rất ok luôn. Đó. Một cái combo này thì nếu mà các bác mua lẻ dây sạc, đấy mua lẻ dây sạc này thì hiện tại bên em đang bán một cái chiếc dây sạc này. Các bác lên mã cho em là dây sạc 3 đầu. Đấy, dây sạc 3 đầu này. 3 đầu, giá của nó sẽ là 30k. Đấy, 30k nhá. 30k một dây sạc 3 đầu này. Đấy, đây là các bác mua lẻ dây sạc, còn nếu mà các bác mua lẻ ổ điện U3 như này thì giá sẽ là 70k, còn nếu mà các bác lấy cả combo thì giá sẽ là 100k nhá. Đấy, lấy cả combo được, hoặc các bác mua lẻ lấy cả combo đều được hết các bác nhá. Bên em bán lẻ cũng có.
bán cả combo cũng có nhá. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái dòng băng keo. Đấy, băng keo trong suốt nhá. Các bác cứ lên mã cho làm băng keo trong suốt hoặc là băng dính hai mặt đều được. Dòng này của nó sẽ là dòng băng keo trong suốt nhá, nhưng mà nó là hàng hai mặt, cực kỳ dính luôn nhá, dính dã man luôn. Con này thì bữa trước em test thử bác xem rồi, em dính viên gạch, gạch đỏ luôn đúng không nhá. Cân thoải mái luôn, dính thoải mái luôn. Nó sẽ là dạng hai mặt như này. Đấy, dạng hai mặt này. Các bác nhìn này, đây. Về đây có bóc club này xem. Đó là sẽ thành hai mặt. Hai mặt này của nó sẽ là hai mặt trong suốt nhá. Con này các bác dính lên tường này, dính lên đá hoa, dính lên kính, nói chung là các bác dính mọi chất liệu luôn, dính cực kỳ dính nhá. Một quận này của nó sẽ là 3 mét nhá. Đấy, một quận này sẽ là 3 mét này. Đấy, các bác lên mã treo là băng dính trong suốt này, một quận sẽ là 3 mét. 3 mét thì bên em bán một quận này sẽ là 30k nhá. 30k một quận băng keo trong suốt cô nhá. Băng keo trong suốt hoặc là băng dính hai mặt đều được. Đấy, băng keo trong suốt hoặc là băng dính hai mặt đều được. Một quận 3 mét giá sẽ là 30.000 thôi. Giá chỉ có 30.000, giá quá rẻ luôn. Đấy, các bác mua về sử dụng dính giếc các thứ rất là đa di năng nhá. Dính cực kỳ chặt luôn nhá. Bao dính bao dùng luôn. Đây các bác cùng xem thực tế cái dòng sản phẩm này, test cái con băng dính hai mặt này các bác nhá. Các bác cùng xem này. Băng dính thần thánh, liệu có thần thánh không? Cái này nó trong suốt nhá. Trong suốt các bác nhá. Có dán tốt cho các bác chưa? Có dán tốt. Dính trên mọi bề mặt. Dính trên mọi mặt luôn. iPhone thì xem sao? Dính lên kính thì đơn giản quá. Dính thử viên gạch này xem sao? Dính cả gạch luôn nhá. Đấy. Để khoảng 5 giây. Trong viên nữa đây. Viên nữa luôn nhá, hai viên luôn. Cái con này khi bác lột ra nó không bị dính bám trở lại. Đấy, rất là hay. Nên là khi mà các bác không sử dụng nữa, các bác có thể lột ra. Vệ sinh rất là dễ nhá. Ngon luôn nhá, dính như gỗ ngon luôn. Dính tường sơn ngon luôn nhá. Đấy, các bác có thể là rửa đi. Sau khi các bác rửa đi vẫn dính ngon lành luôn. Dính trên mọi bề mặt. Dính thử con iPhone thì xem sao? Dính lên kính thì đơn giản quá. Dính thử viên gạch này xem sao? Để khoảng 5 giây. Chẳng viên nữa đây này. Chắc ngon luôn nhá, dính như gạch ngon luôn. Đấy, có thấy không? Dính cực kỳ là chắc nhá. Nói chung là dính trên mọi chất liệu luôn. Dính gỗ, dính tường sơn, dính các kiểu luôn. Đó, rất ok nhá. Rất là chắc chắn. Anh có thể rửa đi xong vẫn dính lại được. Đấy. Dùng thế mới là chất lượng vậy. Mình thấy con băng dính này rất là đa năng, dính được cả thế giới, đáng mua. Đấy là thực tế về cái dòng sản phẩm băng dính trong shop em đang gửi bác này. Giá sẽ là 30k một quận nhá, có nhá. Lên mã cho là băng dính trong suốt hoặc là băng dính hai mặt đều được. Giá sẽ là 30k. Cái sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác là một cái rất là hay này. Nó là cái nó gọi là cái nhỏ giọt nhá. Nó cái tưới cây nhỏ giọt. Các bác cứ lên mã cho là cái tưới cây nhỏ giọt này. Đó thì nó sẽ như này đây, đây. Đưa một cái đây. Nó có một cái đây, một cái phần đầu như này. Cái đầu này các bác cắm xuống đất này. Đó, còn đầu này là cái đầu da. Đây em đang lắp cái đầu nó đang bị thiếu thì không lắp được thôi. Các bác xem con xem tạm này nhá. Còn cái phần gen này các bác xoáy vào cái phần cái chai nước ấy. Chai nước thì đây em đang lấy tạm cái chai nước nhỏ thôi. Còn về các bác mà có cái chai lít rưỡi ấy, thì các bác lấy cái chai Coca kia to lít rưỡi mà các bác dùng. Con này thì phù hợp mà bác nào ví dụ như là ở chung cư có thứ nào hoặc là bác nào bận rộn không tưới cây được ấy, thì dùng con này cho em rất là hay. Đây. Phần này các bác cắm trực tiếp xuống đất này. Đó, thì nó sẽ giữ đứng cái chai lên. Đó, và cái phần này là cái van chỉnh nước này. Đấy, cái van chỉnh nước thì các bác về các bác chỉnh theo cái chế độ nước các bác muốn nó ra nhiều ra ít thì các bác chỉnh ở đây. Đó đây này. Các bác nhìn không? Nó đang nhỏ giọt ra này. Đó, nó đang nhỏ giọt các bác nhá. Các bác chỉnh ở đây nhá. Chỉnh cái này. Đấy, các bác chỉnh cái này chưa? Đó, muốn ra nhanh, ra nhiều thì các bác chỉnh này. Đấy, ra nhiều này. Ra vừa vừa này. Đấy, chỉnh vừa vừa này. Cái phần chai trên này ấy, thì các bác nhớ là các bác phải đục cái lỗ cho em. Thì nước thì nó có hơi nó vào thì nó mới đẩy nước được, chứ còn các bác mà cứ thế là các bác cho vào thì không bao giờ nước nó ra được đâu. Đấy, nhớ là phải đục cái lỗ đây, em đục một cái lỗ nhỏ này. Đấy, đục một cái lỗ nhỏ đây thì nước hơi nó sẽ vào và nó sẽ đẩy cái nước nó xuống. Đấy, gọi là cái nhỏ giọt, tưới cây nhỏ giọt nhá. Tưới cây nhỏ giọt này. Giá hiện tại bên em đang bán một cái tưới cây nhỏ giọt này giá sẽ là 10k nhá. Còn nếu mà
Các bác mua lẻ là phải mua là 3 cái trở lên bên em mới bán nhé, vì giá của nó rất là rẻ thôi. Đấy. Tưới cây nhỏ giọt này, giá sẽ là 10k một chiếc nhá, 10k một chiếc. 10k một chiếc nhá. Còn các bác lấy là phải lấy từ 3 chiếc trở lên. 3 chiếc trở lên. Đó, 3 chiếc trở lên nhá. Bán lẻ thì là 10.000 một chiếc nhá. Đấy, dùng thì rất là dễ thôi. Về cho chai nước vào đây. Đục thủng cái chai nước ra. Và cái phần đầu này các bác ra là các bác chỉnh cái nước và xoáy theo cái van của nó ở đấy là xong. Đây các bác em cùng xem thực tế cái video mà ta test cái con sản phẩm nó có nhá. Chào anh chị, hôm nay tôi mang đến cho anh chị thích thưởng cây một sản phẩm thông minh đây ạ. Dụng cụ tưới cây nhỏ giọt sẽ giúp anh chị chăm sóc được cây kể khi cả anh chị bận ruộng, bởi hệ thống tưới nhỏ giọt thông minh sẽ luôn hoạt động với mức độ vừa phải mà sẽ không khiến cây bị ngập úng. Chào anh chị, hôm nay tôi mang đến cho anh chị thích thưởng cây. Rồi các bác cắm đây. Đấy. Nó rất là dễ dùng đúng không nhá. Về các bác có chai nước các bác xoáy vào thôi. Chai nước thì nói chung là nhà nào cũng có đâu. Đó, có điều chỉnh cái van đấy. Nhưng mà nhớ là cái chai nước các bác phải đục. Đấy, các bác nhìn nó đục chưa. Đấy, người ta đục cái phần đít trên cái chai nước ấy, để cho cái hơi nó xuống thì nó với nước nó chảy vào nhá. Đó, rất dễ dùng nhá. Giá sẽ là 10.000 một cái các bác nhá. Bên em bán từ 3 cái trở lên. Đấy, bán ít quá bên em không bán đâu. Bán là phải từ 3 cái cho nên vì giá của nó rất là rẻ rồi. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm là cái chai xịt chuột này, xịt đùa chuột nhá. Con này thì chuyên để xịt đùa chuột. Đấy, chuyên để các bác xịt đùa chuột nhá. Hương thì hương quế rất là thơm. Hàng của Nhật. Đó, hàng của Nhật các bác nhá. Đây, một chai của nó sẽ này rất là to. Con này thì một chai này của nó vào khoảng tầm 500 ml nhá. Đấy, 500 ml cho một chai xịt chuột này, xịt thì thoải mái luôn. Đấy, đi kèm thì sẽ có là cái phần xịt như này. Hàng này của nó vẫn là hàng nguyên cái tem niêm phong luôn. Đấy thôi em không xoáy nữa. Đấy đi đây nó màu xanh xanh này. Có nhiều không? Đó xịt chuột của Nhật cũng nhá. Rất là nhạy. Xịt thì các bác xịt cứ xịt liên tục cho em. Chỗ nào nhiều chuột các bác xịt liên tục cho em khoảng tầm 1 tuần. Còn không thì cứ bình thường các bác xịt khoảng tầm 2-3 ngày thôi là chuột chạy mất dép luôn cũng nhá. Đấy chuột chạy mất dép luôn. Đó đi em báo giá nhá. Các bác lên mã cho em là xịt chuột này. Đấy xịt chuột. Giá sẽ là 40k nhá. 40.000 một chai. Một chai này sẽ là 500 ml. Đấy 500 ml. Thoải mái bác xịt luôn. Đấy, một chai 500ml này giá sẽ là 40k một chai xịt chuột của Nhật các nhá. Đó, chữ Nhật lòng ngón này. Đấy, đi kèm thêm là sẽ có đầu xịt về để các bác lắp vào thôi và các bác dùng các bác xịt thôi. Nó rất là dễ dùng các nhá. Cái sản phẩm chúng em lên luôn cho bác là cái vòng trầm hương nhá. Cái sản phẩm vòng hương trầm. Đấy, vòng hương trầm. Một hộp này thì của nó thì rất là nhiều, các bác đốt được rất là lâu. Đấy, mùi hương trầm rất là thơm nhá. Đấy, mùi trầm rất là thơm. Dạng hương này của nó là dạng hương vòng nhá. Đấy, dạng hương vòng. Mùi nhỏ này. Đấy, mùi nhỏ và rất là thơm nhá. Thơm kiểu trầm này. Đó, đây, một cái vòng này của nó như này. Đấy, thì về các bác đốt rất là nhiều luôn. Một hộp này của nó rất là nhiều. Đây, một hộp của nó thì dày cộp về các bác đốt thoải mái cho em luôn. Đấy, hộp này thì bữa trước lật Tết các bác hỏi rất là nhiều nhưng mà hàng nó không còn. Đấy, thì hàng lại tiếp tục về nhá. Hàng đặt lại tiếp tục về. Đó, giá thì đợt này cũng giảm hơn chút. Bữa trước thì con này đang bán 60k, hôm nay bên em cũng giảm giá xả kho luôn. Giá thì còn 40.000 nhá. Các bác lên mã luôn cho là cái vòng trầm hương. Đấy, vòng trầm hương hoặc là hộp hương trầm. Giá sẽ là đi 60k. Hôm nay bên em giảm giá xả kho luôn. 40k nhá, 40k. Vòng hương trầm, giá 40k một hộp như này các nhá. Đấy 40k một hộp, rất xịn sò con này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng một số cái đồ thiết bị điện nước này. Đấy thì bên em có cái mã vòi nước cũng như là củ chia. Là hàng lại tiếp tục về nhá. Hàng vừa về xong. Rất là nóng hổi để quay luôn cho bác này. Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn luôn cho bác là cái vòi nước V1 này. Báo giá luôn nhá. 60.000 một con. Chất liệu thì là inox 304. Hàng thì rất là xịn sò. Con này thì bán quá nhiều rồi. Đấy đây. Một con vòi nước V1 này. Gen của nó là gen 21, gen phổ thông nhá, nên các bạn yên tâm. Đấy, vòi nước đóng ngắt thì rất là êm ái, ngon lành. Vòi thì cực kỳ dày nhá, các bạn nhìn đường inox này, rất là dày luôn. Đó, đây, gen này, gen rất đẹp. Chữ inox 34 dập chìm luôn trên thân rồi. Đấy, phần chụp này rất là hay. Nhà bác nào ví dụ mà có về lắp cái con này vào cái máy giặt ấy. Con này nó vào cái chụp máy giặt vừa khít luôn. Đó, đây, tổng quan em đây, rất đẹp luôn nhá. Mà giá thì cực kỳ là phải chăng. Đấy, các bác mua đâu được một cái con vòi nước inox 100% này. Giá chỉ có 60.000 nhá. Đó thì các bác lên mã cho em là vòi nước inox V21 này. Đấy, giá sẽ là 60k một con này nhá. Đóng ngắt cực kỳ êm ái, ngon lành, xịn sò chắc chắn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm là cái củ chia nước này. Củ chia nước này hiện tại bên em đang bán giá sẽ là 50.000 một củ nhá. 50k cho một sản phẩm củ chia nước nha. Đây em bóc củ cho bác xem luôn. Đấy, sản phẩm củ chia nước.
Con này thì chất liệu cũng là inox 304, nó sẽ có là một đường vào đấy và hai đường ra đấy, để các bác để chia nước ra, ví dụ các bác chia ra các nhánh hoặc là các bác lắp trong nhà vệ sinh, một cái lên đấy, một cái vào vòi xịt chẳng hạn. Đấy, nói chung là tùy nhu cầu về các bác ứng dụng lắp đặt làm sao nó phù hợp. Đây, chất liệu thì là inox 304 cực kỳ dày nhá, gen là gen 21 này. Con này thì ngoài ra thì nó có một cái phần khóa ở đây nữa, tích hợp một cái khóa đây để khi mà các bác có sửa chữa các bác đóng ngắt ở đây, hoặc là nó giảm áp lực nước nhá. Đấy, giảm áp lực nước rất là hay. Đấy, cực kỳ là thông minh. Giá thì bên em đang bán một cái củ chia nước như này, một đường ra hai này, giá sẽ là 50k. Các bác cứ lên mã cho em là củ chia nước đi cho nó ngắn gọn nhá. Giá là 50.000 một con, chất liệu là inox 304 luôn nhá. 50k cho một con củ chia nước không nhá. Sản phẩm, cái sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm thùng đồ nghề của Matador này. Đấy, con này của Matador của Harden nữa nhá. Đấy, hàng made in Germany nhá. Đây, nó Matador made in Germany này. Hàng này phần kích thước của nó sẽ là dài 42 nhá. Đấy, dài 42, rộng 20 và cao 20. Đấy, dài 42, rộng 20, cao 20. Đó thì ở đây sẽ có là tay sách này. Đấy, tay sách nhá. Đó, và đây là phần mở ra này, mở ra rất nhẹ nhàng nhá. Đấy, mở ra rộng đúng như cánh máy bay luôn. Đó thì đây sẽ có là một tầng to bên dưới đây, hai tầng nhỏ bên trên. Đấy, hai tầng nhỏ bên trên thì tổng của nó sẽ là 5 tầng. 1 2 3 đấy, 4 5, 5 tầng nhá. 5 tầng 5 ngăn. Đấy, để thoải mái hơn đồ. Dưới này ví dụ các bác đựng những cái phần máy móc to này, trên này các bác đựng ốc vít rồi là tô vít kìm kéo rất là ngon. Đấy, hàng này cực kỳ chắc chắn dày rất luôn. Nước sơn rất đẹp luôn nhá. Đây các bác nhìn này, chữ Harden này. Đó, nước sơn này, cực kỳ đẹp luôn. Nước sơn nó làm dạng sơn nhám rất đẹp luôn. Đó, giờ mình sẽ test thực tế bác xem này. Đấy, hàng này thì nói chung là các bác cứ nhảy lên các bác sắc thoải mái em luôn. Đấy, các bác sẵn thoải mái, không vấn đề gì đâu nhá. Đấy, đây, hàng vẫn ngon lành này. Đó, mở ra vẫn trơn tru nhá. Đấy, mở ra vẫn trơn tru, em vừa dặn rất là ngon luôn. Nhưng mà mở ra vẫn rất là trơn tru luôn. Đó, tổng quan là một cái con sản phẩm thùng đồ nghe. Đó, của Harden. Rất là đẹp luôn nhá, hai màu này. Đây, đinh tán này. Đấy, nhìn rất chắc chắn. Giá thì hiện tại con này bữa trước đang là 550k. Đấy, nhưng mà hôm nay thì em cũng bên em cũng giảm giá quá nhá. Đấy. Thùng đồ nghề, bác lên mã luôn cho là thùng đồ nghề này. Thùng đồ nghề. Bữa trước đang là 550k, hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn 500k. Đấy, bên em sẽ bao ship đến tận nhà nhá. Đấy, thùng đồ nghề 500k bao ship tận nhà nhá. Của thương hiệu Harden, hàng mới nguyên hộp chưa qua sử dụng quá nhá. Đó, kích thước là 42 x 20 x 20. Đó. Chất lượng luôn. Các bác nào thích cái mặt hàng này thì cứ liên hệ trực tiếp với em này. Đó. Đây, rất đẹp luôn nhá. Đấy. Matador made in Germany này. Đấy, của thương hiệu Harden này. Rất đẹp luôn, nói chung là cực kỳ xịn sò. Đẹp cho một cái con thùng đồ nghề như này. Các bác mua về sử dụng đi công trình các thứ rồi. À đây, cái con này còn một cái chi tiết nữa này. Ở đây nó là cái phần lỗ khóa này. Đấy, lỗ khóa nhá. Để khi mà ví dụ các bác đi công trình ấy thì các bác mang cái khóa đi, các bác đập vào và các bác có cái khóa đây, các bác khóa vào. Đấy thì đồ đạc các bác để đây nó yên tâm nhá. Đấy, không vấn đề gì cả luôn. Cái sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác là cái con đèn nấm này. Đấy, con đèn nấm rất là hay nhá. Đấy thì nó hình sẽ là hình nấm này. Đấy, cũng như là hình cỏ cây này. Con này thì nó là dạng đèn ngủ nhưng mà nó thiết kế theo kiểu hình nấm rất là hay. Nó sẽ có phần cảm biến nhá. Đấy, phần cảm biến che ở đây. Cảm biến này thì vị nghĩa là tức là tối thì nó sẽ tự động bật và ban ngày sẽ tự động tắt. Nó gọi là cảm biến tự động. Đó, con này thì bên em đang bán một con đèn nấm này. Giá sẽ là 30.000 một cây. Giá cực kỳ là rẻ gửi bác luôn. Các bác lên mã cho em là con sản phẩm là đèn nấm, giá là 30k. Đây giờ em sẽ test thực tế bác xem con đèn nấm này nhá. Đây các bác cùng xem em test này. Đấy thì về các bác cắm trực tiếp lên điện này. Đó, thì đây, em che các phần cảm biến đi nhá các bác nhá. Đây che phần cảm biến này. Đó, thấy không? Đó, dùng làm đèn ngủ thì rất ok nhá. Tối nó sẽ tự động sẽ tắt vào ban ngày này. Đấy, các bác bỏ này, tự động sẽ bật này. Đó, đây. Đó, rất là hay nhá. Đấy, dùng làm đèn ngủ rất là ok. Ánh sáng của nó vừa phải, nó không phải là sáng quá nhá. Đây cái cảm biến rất nhạy luôn này. Đó, cảm biến cực kỳ nhạy nhá. Đó, test nếu mà các bác đến lúc các bác nhận hàng các bác test thì các bác cứ ấn tay vào đây. Đó thì nó sẽ gì nhá. Đấy, rất là hay, rất là ok nhá. Cho con sản phẩm đèn nấm này, cực kỳ là thông minh luôn. Đó. Đó thì các bác mua về làm cái con đèn ngủ thì rất ok. Giá sẽ là 30.000 một con đèn nấm luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô keo đa năng. Đấy. Dòng sản phẩm keo đa năng nhá, dính mọi vật liệu luôn. Keo đa năng mà dính mọi vật liệu luôn. Dính từ A đến Z luôn nhá. Gỗ, hiếc rồi các kiểu sắt, thép, thủy tinh. Các thứ cho em. Một típ này của nó sẽ là 60g này. Đấy. 60g cho một cái típ keo đa năng này. Đấy, đi về thì các bác sử dụng được, các bác dính mọi chất liệu luôn. Rất là hay nhá.
Và các bác lưu ý là các bác dùng xong là các bác phải đậy nắp vào. Đấy, con này thì sử dụng nó cực kỳ là đa năng. Đấy, các bác dính mọi chất liệu. Giá thì hiện tại em đang gửi các bác một cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Các bác lên mã cho là con sản phẩm là keo đa năng. Hiện tại em đang bán một cái típ 60g như này. Đó, giá thì chỉ có 30k thôi nhá. 30k, các bác lưu ý là 30k một típ keo đa năng. Keo đa năng, đấy, keo đa năng. Các bác lưu ý là 5 típ bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, 5 típ bao ship. 5 típ sẽ được bao ship nhá. Còn bán lẻ sẽ là 30k một típ. Các bác lấy từ 5 típ trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đó, một típ này sẽ là 60g. Đây em sẽ mở cho các bác xem thực tế một cái video người ta test con sản phẩm nó các bác nhá. Đây các bác, cùng xem thực tế cái video người ta test con sản phẩm mình. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính normal nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đấy, đấy là thực tế về cái con sản phẩm keo dính đa năng bên em đang gửi đến các bác nhé. Đấy, dính cực kỳ là ngon luôn, dính rất là chất lượng, một típ là 60g. Giá thì em gửi đến các bác một típ này sẽ là 30k. Các bác lấy từ 5 típ trở lên. Đấy, bên em sẽ bao ship nhá. Lấy 5 típ được bao ship, còn lấy một típ giá lẻ sẽ là 30k, còn 5 típ là 150k. Các bác được bao ship. Và tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục lại về cái lô đó là dòng sản phẩm bình xịt nhớt nhá. Đấy, bình xịt nhớt gửi bác này, bình xịt nhớt hàng của Kabushi. Hàng rất xịn này. Con này thì dung tích của nó sẽ là 250ml. Chuyên bác xịt dầu xịt nhớt, bác nào làm thợ cơ khí, sửa xe, máy may các thứ ra châm dầu châm nhớt đây cho em. Đấy, xoáy ra và các bác cho dầu nhớt đây cho em. Và các bác phịt thôi. Đấy, đây. Cho đây các bác phịt. Con này lực phịt rất mạnh nhá và bóp rất êm tay. Ngoài ra thì đây có đợi chút để em xoáy vào. Ngoài ra thì cái phần đầu vòi này các bác có thể uốn bẻ đi. Đấy, những cái phần góc khuất rồi là các bác vẫn có thể luồn lách vào để các bác phịt được. Đấy, chuyên để các bác phịt dầu phịt nhớt nhá. Bóp rất êm ái ngon lành luôn. Giá này cũng rất là tốt của bác nhá. Các bác lên mã cho sản phẩm là bình xịt nhớt, giá của nó siêu tốt luôn. 50k một bình nhá. 50k một triệu bình xịt nhớt này. Đấy, giá chỉ có 50k một con bình xịt nhớt thôi. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên em tiếp tục lại về cái lô kéo bếp này. Đấy, kéo bếp vàng các nhá, kéo bếp vàng. Đấy, tiếp tục lại về cái lô kéo bếp vàng nha. Hàng thì là thép SK5 rồi nhá. Đấy, hàng của Nhật. Đây, đấy, toàn bộ toàn chữ Nhật hết này. Đấy, thép SK5 nhá. Thép SK5 chữ dập chìm nguyên thân này. Đấy, của thương hiệu Asaka Japan. Đấy, Asaka Japan. Hàng này nói chung là quá là chắc chắn và sắc bén rồi. Đây các bạn nhìn này, hàng cực kỳ sắc bén luôn nhá các bạn nhìn này, cắt cực kỳ ngọt luôn. Đó thấy không? Cắt rất là ngọt ngào nhá. Đấy đây. Ngọt như nước luôn nhá. Đấy, nói chung là con này các bác mua về làm kéo bếp, bếp cắt gà cắt vịt cho em thì chấm hết luôn, cắt thịt cắt thà. Đó rất ok. Giá thì đợt này giá cực kỳ hạt rẻ rồi. Các bác lên mã luôn cho em là cái con sản phẩm là kéo bếp vàng này. Kéo bếp hoặc là kéo bếp vàng đều được. Đấy, kéo bếp vàng. Giá sẽ là 50k, hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho chiên luôn. 40k một con nhá. Đấy, 40.000 cho một con kéo bếp vàng này. Đấy, 40.000 một con nhá. Đấy, hàng rất chất lượng ngon lành, chắc chắn xịn sò, ok không?